Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3041, Long Cốt Thần Thương 1. Ô ô ô, giọt nước mang theo lực lượng đâm rách không khí, thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt, muốn xuyên thủng hắn. Tùy tiện vung ra giọt nước, uy lực cũng lớn như vậy. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, trong lòng rung động kịch liệt. Còn tưởng rằng giọt nước này là thế nào tới, tận mắt nhìn thấy, mới biết được kinh khủng. Gia hỏa trong ao kia, tùy tiện run lên, giọt nước phổ thông liền để bản thân ngăn cản không nổi, nên mạnh bao nhiêu. Dương sư có thể thắng hay không cũng chưa biết chừng. Kích hoạt huyết mạch, không để ý tới cảm xúc, tinh thần khẽ động, trước đó còn thừa lại nửa giọt huyết dịch, lần nữa thiêu đốt lên, thời gian trước mắt lần nữa trở nên chậm, giọt nước xông tới chậm chạp xuất hiện ở trước mặt. Nhất định phải giải quyết căn nguyên, nếu không không có một chút tác dụng nào. Thân thể nhoáng một cái, xuyên qua rất nhiều giọt nước, mấy bước đi tới trước mặt ao nước. Dầm! Mới vừa làm xong những thứ này, nửa giọt huyết dịch kích hoạt hầu như không còn, giọt nước sau lưng tiếp tục bắn ra, đánh vào trên vách đá, phát ra thanh âm phốc phốc. Lúc này Trương Huyền mới nhìn lại trước mắt. Từ trong ao xuất hiện, là một khung xương to lớn, trước sau liên kết, chừng cao mấy chục mét. Mỗi một cây đều óng ánh long lanh, tựa như ngọc thạch, tuy nhìn không ra đến cùng cứng rắn bao nhiêu, nhưng có thể nhẹ nhàng hất lên, liền để giọt nước nắm giữ lực lượng đánh giết thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ có thể xưng kinh khủng. Đây là Long Cốt. Nhìn rõ ràng dung mạo chân chính của đối phương, Trương Huyền chấn động. Bởi vì thuần phục địa ngục thanh long thú, đối với cấu tạo xương cốt của loại sinh mạng này, biết cực kỳ kỹ càng, trước mắt so với xương của thanh long thú bố cục càng thêm hợp lý. Hoàn mỹ, không có đoán sai, tuyệt đối là xương cốt của một con rồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Coi như không phải huyết mạch long tộc thuần chủng, trình độ huyết mạch cũng nhất định cao cấp hơn thanh long thú không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi có năng lực khống chế thời gian. Không đúng, là ỷ lại một loại huyết mạch. Ngươi là ai, đời sau của vị thánh nhân nào? Khung xương thấy hắn tránh thoát giọt nước, lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Tại hạ Trương Huyền. Thấy đối phương không công kích, Trương Huyền thở ra một hơi, ôm quyền khom người, đồng thời cẩn thận nhìn sang. Khung xương trước mắt toàn thân đen kịt, chỗ đầu rồng nói chuyện, con mắt là hai lỗ thủng, phát ra lục quang nhàn nhạt, nếu có không nói, cũng tưởng tượng không ra đối phương là sống, nắm giữ ý thức độc lập. Trương, không phải đệ tử của Khổng sư chứ? Cốt Long nghi ngờ. Không phải. Trương Huyền lắc đầu. Sau khi Trư Tử Bách ra rời đi, Trương gia mới bắt đầu quật khởi, Trương gia tiên tổ quả thực không có tiếp nhận Khổng sư truyền thừa. Không phải đệ tử Khổng sư, lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chỉ Khổng sư mới có thể sử dụng, xem ra hậu nhân cũng có thiên tài không kém. Nhẹ gật đầu, Cốt Long lần nữa nhìn qua. Có thể chống cự áp lực của ta, hơn nữa tránh né giọt nước, xem như có thực lực nhất định, có điều chỉ bằng vào điểm ấy, vô dụng. Muốn thu hoạch được ta thừa nhận. Nhất định phải đánh bại ta. Đạt được ngươi thừa nhận. Trương Huyền sững sờ. Không sai, lối đi này là kỳ ngộ lớn nhất trong 99 lối đi, cũng đồng dạng nguy hiểm nhất, được ta thừa nhận, có thể mang ta đi, không chiếm được, sẽ bị ta giết chết. Cốt Long nhàn nhạt nhìn qua. Mang ngươi đi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chương 3042, Long Cốt Thần Thương 2. Cốt Long này, tùy tiện làm chút nước giọt. Cũng có thể đánh giết thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thực lực bản thân chỉ sợ so với Dương sư chỉ mạnh không yếu, nếu có thể mang hắn đi, thực lực tổng hợp lần nữa tăng thêm. Không sai, có điều muốn ta đồng ý, nhất định phải nắm giữ thực lực vượt qua ta, thủ đoạn khác đều vô dụng, năm đó Nhiễm Thánh cũng là dùng sức mạnh thuyết phục ta, mới thể sống chết cống hiến, ở đây ngủ say vài vạn năm, chờ đợi hậu nhân. Cốt Long nhẹ gật đầu. Nhiễm Thánh, ngươi là vũ khí của Nhiễm Cầu cổ thánh. Chẳng lẽ, là chuôi Long Cốt Thần Thương kia? Trương Huyền nhớ tới cái gì, chấn động toàn thân. Hắn nhìn qua thư tịch liên quan tới Nhiễm Cầu cổ thánh, biết một số sự tích của vị cổ thánh này, một chuôi Long Cốt Thần Thương, ở trong dị linh tộc giết bảy vào bảy ra, uy phong hiển hách, ngay cả Khổng sư cũng khen không dứt miệng. Chẳng lẽ, Cốt Long trước mắt này, chính là nó? Nếu thực như thế, lối đi này quả thực quá trọng yếu. Không sai. Cốt Long nhẹ gật đầu. Bất quá, ta bị Nhiễm Thánh phong ấn lực lượng, chỉ có thể thi triển ra sức chiến đấu của đại thánh cấp, ngươi thắng được, liền có thể mang ta đi, thắng không nổi. Thật không tiện, bất kể là ai, lai lịch ra sao, đều sẽ bị ta đâm thủng.
biến thành thi thể. Nói có đạo lý, bất quá. Trương Huyền ngẩng đầu, mỉm cười, khắp khuôn mặt là chân thành. Ngươi xem, hiện tại ta chỉ có thánh vực cửu trọng đỉnh phong, coi như ngươi chỉ có thể phát huy sức chiến đấu của đại thánh, cũng không cách nào thắng được. Ngươi có thể tu vi hay không, áp chế cùng ta tương đồng, lại tiến hành tỉ thí không? Đè thấp tu vi. Trong thanh âm của Cốt Long mang theo không vui. Không sai, ngươi ở đây hẳn cũng rất lâu, muốn đi ra ngoài đại triển hùng phong. Hiện tại chỉ có ta lựa chọn thông đạo này, về sau lại không ai tới mà nói, chẳng phải chứng tỏ mãi mãi không cách nào rời đi. Đây đối với một thần binh nắm giữ sức chiến đấu đỉnh phong mà nói, là quá mức bi ai. Trương Huyền giải thích, dù sao cũng tỉ thí, chỉ cần lực lượng áp chế tương đương ta, mọi người đẳng cấp tương đồng, không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Cốt Long chần chừ, quyết định như thế đi, ngươi là thần binh lợi khí của Nhiễm Thánh, coi như giảm thấp tu vi, sức chiến đấu khẳng định cũng là đỉnh phong nhất cùng cấp bậc, sẽ không phải. Cảm thấy đè thấp đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, không phải đối thủ của ta chứ. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Chẳng lẽ, cổ thánh thần binh cũng sợ thua? Hừ, đè thấp tu vi, ta cũng sẽ không thua. Bị phép khích tướng của hắn kích thích, Cốt Long hừ một tiếng. Tốt. Hiện tại ta áp chế tu vi đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Ầm ầm. Tiếng nói kết thúc, trên người Cốt Long tỏa ra khí tức cường đại, liên tục lùi về phía sau, thời gian nháy mắt, liền biến thành cấp bậc tương đồng hắn, thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Bắt đầu đi. Sau khi đè thấp tu vi, vẻ mặt Cốt Long lạnh nhạt, đang muốn chuẩn bị một chút, cùng kẻ trước mắt giao thủ, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thanh niên đứng ở phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Một quyền đập xuống đầu rồng. Ngươi, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, hơn nữa một chút quy tắc cũng không nói, trực tiếp tấn công, Cốt Long có chút chán nản, vẫy đuôi một cái, vừa định quất bay hắn, liền cảm thấy không gian bốn phía bị phong cấm, toàn thân giống như đóng băng, không cách nào động đậy mảy may. Không gian phong cấm của Khâu Ngô cổ thánh. Thân thể cứng đờ, Cốt Long giật nảy mình, vừa nghĩ tới nên làm thế nào cho phải, liền cảm thấy đầu đau đớn. Nắm đấm của đối phương đã rơi xuống. Phanh 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 phanh. Nắm đấm, bàn chân, thời gian nháy mắt, toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt, lực lượng của đối phương giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngớt, giống như hoàng hà ngập lụt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bị liên tục công kích, không chỉ xương cốt bị tổn thương, linh hồn cũng bị xung kích, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn. Sao lại mạnh như vậy? Cốt Long phát điên. Chương 3043, nhanh nhận chủ. Tuy đè thấp tu vi, nhưng nó tuyệt đối là tồn tại thánh vực cửu trọng đỉnh phong nhất. Không nói thân thể đã sớm được luyện chế thành tồn tại vượt qua đại thánh, chỉ nói ý niệm chiến đấu, đi theo Nhiễm Cầu cổ thánh nhiều năm, chiến đấu to to nhỏ nhỏ, đã trải qua không biết bao nhiêu. Đủ loại tu luyện giả, vô số tuyệt chiêu, biết rõ rõ ràng ràng, nhưng trước mắt. Cái quỷ gì? Không có bất kỳ quy củ. Vọt thẳng tới chính là loạn đả. Giống như lưu manh đầu phố. Mấu chốt nhất là, hết lần này tới lần khác nó không trốn tránh được. Vô cùng nhục nhã. Giống. Cảm giác nắm đấm, bàn chân của đối phương đánh đến, giáng xuống khuôn mặt, tức giận đến toàn thân run rẩy, Cốt Long gào lên một tiếng, thân thể đột nhiên co rụt lại. Phần phật. Xương cốt toàn thân tích tụ chung một chỗ, thời gian nháy mắt tạo thành một thanh trường thương hắc quang lăn tăn. Phá. Đột nhiên đâm một cái, không gian giam cầm giống như khối băng bị chùy đánh trúng. Dầm một tiếng, lập tức vỡ vụn. Bạch 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 đạp. Trương Huyền liên tục lui về phía sau mấy bước, ngực sôi trào. Mặc dù phong cấm không gian rất cường đại, nhưng gặp được cao thủ chân chính, vẫn rất khó đưa đến hiệu quả. Giống như long cốt thần thương trước mắt, mặc dù thi triển ra lực lượng không cao hơn thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng tập trung ở một điểm đâm ra, lực lượng phong cấm cũng không chịu nổi. Đương nhiên, cũng liên quan đến hắn vừa mới lĩnh ngộ chân giải, chìm đắm thời gian lâu dài, hoặc lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn, so với hiện tại càng thuận buồm xuôi gió, coi như muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Dám nhục nhã ta, ta muốn ngươi chết. Đâm rách không gian, lấy được tự do, Cốt Long gào thét, từ hình thái trường thương lần nữa biến trở về bộ dáng Cốt Long, đầu to lớn ngẩng lên, lần nữa lao đến. Vù! Mới đi đến trước mặt thanh niên, con mắt hoa lên. Không thấy tung tích của đối phương, đang muốn tìm kiếm, lại nhìn thấy một bàn chân thẳng tắp đạp tới khuôn mặt. Phanh 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 phanh. Liên tục bốn cước, váng đầu hoa mắt, cái cổ suýt chút nữa từ trên đầu rơi xuống. Bà mẹ nó.
tức giận đến mức cả người run run, cốt long sắp nổi khùng. Đã tỉ thí, công bằng chiến đấu là được, giơ chân đạp mặt. Ngươi đến cùng có phải danh sư hay không? Còn biết xấu hổ hay không? Dầm! Lại kìm nén không được, cái đuôi đột nhiên nâng lên, muốn quấy ra hỏa vô sỉ kia thành bụi phấn, đuôi mới dương lên, cảm thấy toàn thân siết chặt, chẳng biết lúc nào bị nắm lấy đuôi. Ầm 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 ầm. Ngay sau đó cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, bị đối phương vung qua vung lại, đầu không ngừng đâm vào trên mặt đất, đập ra vô số hố to. Cốt long, bị đánh. Thạch đồng tử đang tại quan sát, thấy cảnh này nhìn không được run run thoáng cái, quá mức khiếp sợ, đầu rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Vội vã nhặt lên, lần nữa gắn, vào càng xem càng hoảng sợ. Tuy cốt long đè thấp tu vi đến thánh vực cửu trọng, nhưng tên này vẫn là tồn tại đỉnh phong nhất, trực tiếp xông lên, đánh không có sức đánh trả, giống như đại nhân trêu chọc hài tử. Không cần phải hung tàn như vậy a. Nếu không phải xương cốt người trước sớm đã rèn luyện không có kẽ hở, chỉ sợ trận hành hung này, sẽ biến thành bột phấn. Vốn hắn suy nghĩ, đối phương đi vào lối đi này, làm không cẩn thận sẽ bị cốt long chém giết, nằm mơ cũng không ngờ tới, là loại kết cục này. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Bị đánh đầu óc choáng váng, cốt long nhịn không được nữa, lực lượng trong cơ thể đột nhiên đâm thủng bầu trời, thời gian nháy mắt giải trừ áp chế ở thánh vực cửu trọng, đạt đến đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại cảnh. Tu vi bạo tăng, lực lượng tăng thêm, từ trong tay Trương Huyền giãy giụa ra, sau đó xoay người, móng vuốt nâng lên bổ xuống. Hô! Lần nữa vang lên tiếng gió, thanh niên trước mắt thuấn gì biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đạp tới. Cốt long điên rồi. Cùng cấp bậc không phải đối thủ ngược lại cũng thôi, tăng lên một cấp bậc, vậy mà cũng né không ra, tên này rốt cục mạnh đến mức nào. Nhiễm cầu cổ thánh cùng cấp bậc, cũng không có loại sức chiến đấu này, thật muốn gặp, cũng sẽ bị hành hung. Thân thể vội vàng thít chặt, muốn tránh thoát công kích. Tu vi đạt tới kiến thần bất hoại cảnh, mặc dù tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều tăng lên không ít, có điều so với tốc độ của đối phương, dường như vẫn không có thay đổi bao nhiêu, chỉ cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, bàn chân của đối phương hung ác đạp xuống. Nói thật, nếu như đối phương thi triển lực lượng huyết mạch đặc thù trước đó, thua thì thua, dù sao ở trước mặt thời gian. Bất kỳ chiêu số gì, thậm chí suy nghĩ cũng không có tác dụng. Nhưng đối phương căn bản không dùng, chỉ sử dụng thân pháp quỷ dị, cùng am hiểu không gian, liền để nó không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tự mình chiến đấu, cũng không biết đến cùng làm sao làm được. Giống như đối phương trước thời hạn biết nó muốn công kích ở đâu, có thể tùy tiện tìm ra sơ hở cùng thiếu hụt, càng đánh càng buồn bực. Thình thịch bành. Lần nữa bị đạp mấy cước, nó nhịn không được nữa. Lực lượng trong cơ thể sôi trào. Tên này rõ ràng nắm giữ lực lượng vô địch cùng cấp bậc, lại lừa nó đè thấp tu vi, rất rõ ràng là muốn đánh nó một hồi, đã như vậy, mình cũng không có gì phải khách khí. Lực lượng không còn áp chế, thời gian nháy mắt đã đột phá kiến thần bất hoại, tâm huyết dâng trào, không đến một cái hô hấp, liền lần nữa trở lại mạnh nhất dưới cổ thánh. Tiểu tử, mới vừa rồi không phải đánh ta rất thoải mái sao? Ta muốn giết ngươi. Gào lên một tiếng. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên một mực đạp hắn, chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích, vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy đối phương đã ngồi ở cách ao nước không xa, trong tay mang một chén nước trà, thoạt nhìn tràn đầy nho nhã. Giết ta! Nghe được tiếng la của nó, thả chén trà xuống, thanh niên nghiêm mặt, lời nói thành khẩn. Chém chém giết giết không tốt, ta là danh sư, phải để ý lễ nghi cùng quy củ, nếu ngươi là vũ khí của nhiễm cầu cổ thánh. Cũng nên hiểu được tôn trọng cùng bao dung, người đã thua, liền ngoan ngoãn nhận chủ đi. Nhận chủ, ta nhận em gái ngươi. Cốt long suýt chút nữa tức điên. Vừa rồi ngươi đánh ta thoải mái như thế, thực lực bây giờ khôi phục, nói không đánh. Nào có chuyện tốt như vậy, nằm mơ, ngày hôm nay không đánh ngươi thành bánh thịt, cắm 10 cái lỗ thủng, ta liền không gọi long cốt thần thương. Ngươi xác định không nhận. Thanh niên ngẩng đầu. Muốn ta nhận chủ. Hiện tại đánh bại ta. Cốt long gào thét. Bất quá thanh âm còn không có kết thúc, bên tai như tiếng sấm vang lên, vang vọng trong óc. Hồng, ò, lạch kẹt. Lực lượng toàn thân giống như trong chốc lát bị đông cứng, một cảm giác áp bách đến từ chủng tộc tràn đến, để nó cử động cũng không được, từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Nể mặt ngươi, cùng ngươi giao thủ, làm sao, cho mặt còn không biết xấu hổ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói.
nhanh nhận chủ, nếu không, tin hiện tại liền chơi chết ngươi hay không. Chương 3044, Kim Nguyên Linh Thạch. Mặc kệ gia hỏa trước mắt nắm giữ huyết mạch long tộc, hay là long cốt, đã mang theo chữ long, không có đạt tới chân long, như vậy nhất định sẽ bị thiên long bát âm áp chế. Mặc dù trước thời hạn Trương Huyền liền biết những thứ này, nhưng hắn là người khiêm tốn, không muốn khoe khoang, lại nói cũng phải dùng thực lực để thuyết phục, ai biết tên này vô sỉ như vậy, đánh không lại, vụng trộm tăng thực lực lên. Tăng lên một đại cấp bậc, ta coi như không nhìn thấy, liên tục tăng mấy cái, thì có chút quá đáng. Cho nên hắn không lưu tình, gào thét một tiếng, sau đó không ngoài dự liệu, quả nhiên bị áp chế rất xuống. Ngươi, là chân long. Cốt long nằm trên mặt đất, hàm răng run lên, chỉ cảm thấy ý thức sắp sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nó không phải ý thức của long cốt này khi còn sống, mà là sau khi được luyện chế thành thần thương, đản sinh ra khí linh. Nhưng bởi vì từ long cốt ra đời, đồng dạng ẩn chứa đặc tính của long tộc, vẫn sợ hãi chân long có thể phát ra thiên long bát âm. Điều này đại biểu huyết mạch, đại biểu uy quyền chí cao vô thượng của long tộc, không cho phản bác. Thế nào, nhất định phải chân long mới có thể phóng thích thiên long bát âm. Trương Huyền nhìn qua, cái này, cốt long nói không ra lời. Nó đi theo nhiễm cầu cổ thánh chinh chiến thiên hạ, khổng sư mạnh nhất đương đại cũng đã từng gặp qua, nhưng cho dù là khổng sư, cũng không cách nào phát ra thiên long bát âm. Thanh niên trước mắt này, lại có thể làm được, đến cùng có thân phận gì? Ta nguyện ý nhận chủ. Mặc dù suy đoán không ra, nhưng chần chờ một chút, cốt long còn cúi thấp đầu. Long tộc coi trọng huyết mạch thấp, thần phục cao, thiên kinh địa nghĩa, huống chi đối phương quả thực đánh bại hắn. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm cốt long có huyết dịch không, làm sao nhận chủ, chỉ thấy khung xương trước mắt bỗng nhiên co rút lại, giống như trước đó, lần nữa biến thành một thanh trường thương. Ông! Trên không trung nhẹ nhàng lay động, trường thương biến thành khoảng một trượng, rơi vào lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lại, toàn thân đen kịt. Đầu mũi thương phản xạ hàn quang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách không gian, nhảy ra thiên đại này. Thương tốt! Con mắt Trương Huyền sáng lên. Ở trên thân thương nhẹ nhàng vuốt ve, từng đạo long ngâm vang vọng, chân khí tiến vào bên trong, giống như thi triển ở trong kinh mạch, không có chút trắc trở nào. Lạch cạch! Đầu ngón tay có một giọt máu rơi vào mũi thương, bị nó hấp thu, chỉ chớp mắt, thương mang bắn ra, không gian xuất hiện từng vết rách. Có thần binh này, thực lực của ta ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi. Trương Huyền hưng phấn không ngừng run rẩy. Binh khí này, tuyệt đối là pháp bảo mạnh nhất hắn đã dùng qua, mặc dù bị nhiễm cầu cổ thánh phong ấn lực lượng, vẫn uy không thể đỡ. Đương nhiên, hiện tại tu vi hắn quá thấp, không cách nào phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, một khi vận dụng khổng sư tinh huyết, lại phối hợp thêm trường thương, có tự tin dưới cổ thánh không còn đối thủ nữa. Thậm chí nửa bước cổ thánh, cũng dám khiêu chiến một chút. Khó trách thư viện lựa chọn lối đi này, có thể được thần binh như thế, chuyến đi này không tệ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, bàn tay run lên, trường thương lần nữa biến thành cốt long lơ lửng ở bốn phía thân thể, tinh thần Trương Huyền khẽ động, biến thành đai lưng quấn ở trên lưng. Sau khi luyện hóa, đã biết năng lực của cốt long, có thể tùy ý biến hóa, xem như thương, không gì không phá, xem như roi, mang theo uy lực phá hủy thiên địa. Trương Huyền thu phục được cốt long, thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn bốn phía. Ao nước trước mắt, giờ phút này an tĩnh lại, không còn nóng nảy như trước đó, toàn bộ đại sảnh tỏ ra rất trống trải, tìm không thấy đường ra ở nơi nào. Ta xem như thông qua khảo hạch chứ. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền hỏi thăm. Tự nhiên thông qua, ta tiễn chủ nhân ra ngoài, bất quá nơi này có chút đồ vật ta sử dụng, hy vọng có thể mang đi. Cốt Long nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đi đi. Bàn tay run lên, cốt long từ bên hông bay lên không, lần nữa biến thành mấy chục thước, đi tới trên ao nước, móng vuốt lăng không chảo một cái. Phần phật, ao nước sôi trào, lực lượng cuồn cuộn, một cái đài chậm rãi bay ra, đường kính chỉ khoảng 3 mét, nhưng phía trên tản mát ra linh khí kinh người, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Đây là, luyện khí chí bảo, Kim Nguyên Linh Thạch. Con mắt Trương Huyền trợn tròn, tràn đầy khó tin. Làm luyện khí sư bát tinh, tuy chỉ luyện chế viên gạch, nhưng kiến thức luyện bảo căn bản, cùng phân biệt rất nhiều khoáng thạch, lại cực kỳ tinh thông, thậm chí một số cường giả cửu tinh cũng kém xa tít tắp. Bệ đá cách đó không xa kia, chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được, chính là luyện khí sư tha thiết ước mơ,
nhưng lại rất khó tìm kim nguyên linh thạch. Loại vật này, thánh khí thượng phẩm bình thường, chỉ cần thêm vào một khắc, thậm chí càng ít, liền có thể thuế biến thành thánh khí tuyệt phẩm. Trước mắt lại có một khối to như thế, chừng mấy tấn. Cho dù tâm tính vững chắc, cũng cảm thấy vẻ mặt ửng hồng, có chút khó mà kìm được. Có thể nói, một khối linh thạch này, giá trị liền không thua kém một đại thánh chí bảo, thậm chí còn lớn hơn. Không sai, chính là kim nguyên linh thạch, năm đó Nhiễm Thánh lưu ta lại, để cho chúng ta đợi hậu nhân hữu duyên. Nhưng thời gian chờ đợi không xác định, tuy ta là khí linh, thế nhưng đồng dạng nắm giữ tuổi thọ. Bởi vậy chuẩn bị vật phẩm này, chỉ cần nằm ở phía trên ngủ say, lực lượng sẽ không suy giảm, tuổi thọ cũng có thể kéo dài, sống vài vạn năm lực lượng cũng sẽ không suy kiệt. Cốt Long giải thích. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó vốn kỳ lạ, thần binh lưu lại vài vạn năm, coi như sống sót, khí linh cũng khẳng định cũng không cách nào chiến đấu, nguyên lai Nhiễm Cầu cổ thánh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thứ này duy trì, bảo trì sinh cơ, tuổi thọ cũng kéo dài, cho dù ngủ say vài vạn năm, cũng có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất, như rồng như hổ. Hiện tại ta đã thức tỉnh, thứ này liền vô dụng, nguyện ý đưa cho chủ nhân. Cốt Long nhấc móng vuốt, kim nguyên linh thạch lập tức bay tới. Trương Huyền vội vàng tiếp lấy, tinh thần khẽ động, thu vào chữ vật giới chỉ. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Từng trải qua Hưng Kiếm Thánh đại khí, biết hắn chỉ là tiểu nhân vật, kim nguyên linh thạch này, hắn thấy vô cùng chân quý, nhưng ở trước mặt cổ thánh, khả năng cái gì cũng không bằng. Cốt Long đưa tặng, đương nhiên phải lưu lại. Có thứ này, trước đó bởi vì cấp bậc tăng cao, mà rất ít sử dụng kim nguyên đỉnh, nhất định có thể lần nữa tấn cấp, lực lượng bạo tăng. Kim nguyên linh thạch, chính là đồ vật lần nữa tinh luyện nó tốt nhất. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể rời đi. Đưa tặng linh thạch, Cốt Long lần nữa hóa thành đai lưng, quấn quanh ở trên người, Trương Huyền quay đầu, quả nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một cửa đá giống trước đó như đúc. Nhanh chóng đi tới trước mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái. Kẹt kẹt. Cửa đá mở ra, thấy được một đại sảnh rộng lớn, có mấy người đứng đối diện, chân khí sao động, hết sức căng thẳng. Chương 3045, truyền thế thiên phủ xuất hiện. Dẫn đầu đập vào mắt, chính là Lạc Nhược Hy cùng một thần, vẻ mặt hai người nghiêm túc, bốn người đối diện, từng cái đằng đằng sát khí, còn không có động thủ, khí tức đã di tản cả phòng. Chính là bốn dị linh tộc trước đó đi vào nơi này. Khoảng cách gần quan sát, dung mạo bốn người rõ ràng lọt vào tầm mắt. Mặc trường bào màu đen, giữ lại tròm râu. Chính là bọn họ bắt Triệu Nhã, Ngụy Như Yên. Trương Huyền híp mắt lại, ngón tay nắm đai lưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Được rồi, người cuối cùng cũng thông qua được. Đúng lúc này một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thạch Đồng Tử không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn về phía mọi người. Thông qua thông đạo, các ngươi đã có thể nhận được đồ vật mà Nhiễm Cầu cổ thánh để lại chỗ này. Rầm, kèm theo lời của nó. Đại sảnh lóe lên ánh sáng, một bệ đá từ dưới đất chậm chạp hiện ra, ở giữa lơ lửng một linh phù lớn chừng bàn tay. Trên linh phù điêu khắc một số văn tự cổ xưa, thoạt nhìn không có bất kỳ uy lực, nhưng tinh thần tới đụng một cái, lập tức cảm nhận được cảm giác thiêu đốt nồng đậm. Truyền thế thiên phù. Trương Huyền nhíu mày, vội vàng đi tới bên cạnh đám người Lạc Nhược Hy. Lần này tới, chính là vì thứ này, nếu như đã xuất hiện, long tranh hổ đấu không thể tránh được. Không chỉ muốn lấy được thứ này, còn phải bắt mấy người kia lại, ép hỏi ra tung tích đám người Triệu Nhã. Rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy linh phù này, bốn thanh niên cũng tràn đầy kích động, con mắt thả ra vẻ hưng phấn. Ngươi không sao chứ? Không để ý tới mấy người, tay của Trương Huyền nắm giọt nước, lặng lẽ nhìn về phía nữ hài. Hắn qua thông đạo, gặp không ít phiền phức, đối phương khẳng định cũng không đơn giản như vậy. Không có việc gì. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Quay đầu nhìn qua, con mắt nhìn không được sáng lên. Xem ra ngươi nhận được không ít chỗ tốt. Coi như cũng được. Không nghĩ tới bị phát hiện nhanh như vậy, Trương Huyền gãi đầu một cái, thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được nàng. Long cốt thần thương, uy lực to lớn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, không phát huy ra 1% uy lực, có điều dù vậy, cũng đã đầy đủ. Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện. Liền nghe thanh âm của Thạch Đồng Tử tiếp tục vang lên. Truyền thế thiên phù này, ta xem các ngươi đều muốn lấy được. Đã như vậy, vậy lấy thực lực nói chuyện đi. Mọi người dựa vào thủ đoạn, ai có thể cầm được, liền về kẻ đó. Thạch Đồng Tử nhẹ nhàng cười một tiếng,
nhìn về phía mọi người. Tiền bối đã nói như vậy, chúng ta liền không khách khí. Thân thể thanh niên trắng nõn vụt qua, lăng không bắt tới linh phù. Ông! Bốn phía linh phù hiện ra ánh sáng, như một cái bình chướng, là phong ấn ngăn cách. Muốn cầm đi, hỏi qua ta hay chưa? Thấy tên này trực tiếp ra tay, một thần dương mày, bỗng nhiên vọt tới. Người ở trên không trung, lực lượng giống như sấm rền, nổ vang ép xuống. Lớn mật! Thấy hắn động thủ, một thanh niên gầy yếu nhảy ra ngoài, hét lớn sắc nhọn, đầu ngón tay xuất hiện một cổ cầm, nhẹ nhàng phất một cái, leng keng, sóng âm thẳng tắp kéo tới. Quả nhiên là bảo vật của Ngôn Uyển cổ thánh. Trương Huyền híp mắt lại. Cái đàn này, tuy không phải bảo vật Ngôn Uyển cổ thánh sử dụng lúc đỉnh phong, lại nhất định trải qua hắn rèn luyện, ngón tay gầy lên, thả ra hạo nhiên chi khí, như thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ. Đồ vật cổ thánh có thể bảo tồn đến bây giờ, dù đơn giản nhất cũng không thể khinh thường. Này, bị đối phương công kích, một thần thu hồi lại lực lượng tấn công thanh niên trắng nõn, bỗng nhiên khẽ đảo, đối kháng âm sóng, sao động ra từng gợn sóng. Hai chiêu đối đầu, Trương Huyền nhìn ra. Bất kể thanh niên trắng nõn, còn thanh niên gầy yếu, đều nắm giữ sức chiến đấu có thể so với Dương Sư, tu vi đều đạt đến đại thánh đỉnh phong nhất, bất hủ cảnh. Khó trách có thể tùy tiện bắt đám người Triệu Nhã đi, thực lực như thế, lại phối hợp bảo vật cổ thánh, quả thực không cách nào ngăn cản. Nhược Hy, người ngăn cản tên cướp đoạt truyền thế thiên phù kia, nghĩ biện pháp lấy đồ vật, mấy người này giao cho ta cùng một thần. Trương Huyền hít sâu một hơi, kích hoạt giọt nước, một cỗ lực lượng lập tức từ trong cơ thể lan tràn ra, Trương Huyền quay đầu nói. Hắn còn muốn hỏi tung tích đám người Ngụy Như Yên, hung thủ ở đây, vậy thì không cần khách khí. Biết thanh niên trước mắt thực lực đã bạo tăng, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại vụt qua, thẳng tắp bay về phía truyền thế thiên phù. Muốn đi qua, nào có dễ dàng như vậy. Một tiếng hét lớn vang lên, lại một thanh niên da đen lao đến, muốn ngăn cản nữ hài, vừa mới bay lên, liền cảm thấy áp lực cực lớn bỗng nhiên kéo tới, kìm lòng không được dừng lại, ngay sau đó liền thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã lơ lửng ở bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối thủ của ngươi là ta. Thấy vị này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt, biết không dễ dàng đối phó, thanh niên da đen nhịn không được quay đầu. Còn không mau đi ngăn cản. Cái cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng gật đầu. Tốt! Nói xong cánh tay dài ra, chộp tới Lạc Nhược Hy. Tên này cao nhất trong bốn người, thân thể có chút béo phệ, thoạt nhìn không linh hoạt lắm, nhưng vừa ra tay nhất thời biểu hiện ra sức chiến đấu siêu cường, so với ba người trước vậy mà không hề yếu. Lực lượng cuồn cuộn, giống như lôi vân nổ tung. Ha ha, không cần ra tay, hai người các ngươi đều là của ta. Lực lượng mới lan tràn không bao xa, tiếng cười vang lên, một cỗ khí lực cuốn tới, thời gian nháy mắt nghiền ép lôi vân, ngay sau đó mọi người liền thấy thanh niên vừa rồi lơ lửng giữa không trung kia, trong tay nắm trường thương đen kịt, mang theo khí tức lạnh lùng. Chung một chỗ động thủ, thấy một thương đánh tan lực lượng, biết thực lực của Trương Huyền cường đại hơn bọn hắn, thanh niên da đen cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng. Rầm, thanh niên da đen cùng thanh niên cao béo đồng thời ra tay. Hai đạo kiếm khí cắt chém tới, không gian trong nháy mắt phát ra thanh âm nghẹn ngào, giống như muốn bao phủ Trương Huyền. Các ngươi bắt đám người Triệu Nhã, tốc độ rất nhanh, ngày hôm nay liền để ta tới xem, đến cùng có thực lực gì. Trương Huyền hét dài một tiếng, bàn tay bỗng nhiên run lên, trường thương phát ra tiếng long ngâm, thẳng tắp đâm tới. Tạch tạch, tạch tạch, không gian xuất hiện lỗ đen, toàn bộ đại điện bị đâm một cái, phía dưới xuất hiện lay động kịch liệt. Nơi này là không gian gấp, mặc dù rất ổn định, nhưng so với đại lục còn kém rất lớn, căn bản không chịu nổi lực lượng cuồng mãnh như vậy. Bành, bành, thương mang, kiếm khí đối đầu, sắc mặt thanh niên da đen cùng thanh niên cao béo đồng thời biến đổi, giống như bị cự chùy đánh trúng, bay ngược ra, ném ở trên vách tường, đập ra một cái hố sâu to, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một thương phá hai người liên thủ. Trương Huyền mượn nhờ khổng sư tinh huyết. Cùng sức chiến đấu mạnh nhất của Long Cốt Thần Thương, lần đầu tiên biểu hiện ra ở trước mặt người đời. Chương 3046, quả nhiên là dị linh tộc. 1. Đám người Triệu Nhã ở đâu? Một chiêu đánh bay hai người, Trương Huyền tiếp tục đi tới, trường thương tản mát ra hàn mang, phụ trợ giống như chiến thần. Leng keng. Vừa định bắt một người trong đó, cẩn thận ép hỏi, một đạo sóng âm bỗng nhiên kéo tới, đâm thẳng linh hồn của hắn, quay đầu nhìn lại.
ngay sau đó nhìn thấy thanh niên gầy yếu thi triển bảo vật của Ngôn Uyển Cổ Thánh đang điều khiển dây đàn, công kích nhắm ngay mình. Trước Ngột Thần thì chẳng biết lúc nào xuất hiện ba kim binh, lực quyền cuồn cuộn, lực lượng kinh người, không gian bốn phía thỉnh thoảng sụp đổ, hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Bảo vật thật là đủ nhiều. Những kim binh này, tương tự lúc đi vào đại điện nhìn thấy, là cường giả cổ thánh lưu lại chữ viết, ẩn chứa tinh khí thần của bọn họ. Ba kim binh đồng thời tấn công, xem như Ngột Thần thực lực cực mạnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể dãy giụa. Sư tử kim binh, Ngôn Uyển Cổ Thánh đã dùng qua cổ cầm. Bọn họ thật sự là dị linh tộc. Một cái nghi ngờ từ trong lòng Trương Huyền toát ra. Danh sư Đường cũng không bỏ ra nổi nhiều đồ tốt như vậy, đám dị linh tộc này tiện tay cầm, một cái so với một cái lợi hại. Sẽ không phải, bọn họ không phải dị linh tộc, mà là chư tử Bách Gia chứ? Không đúng, nếu như là chư tử Bách Gia, Lạc Nhược Hy cùng Một Thần là ai? Người sau chính miệng nói cho hắn biết, bản thân không phải dị linh tộc. Thiếu Hụt. Trong lòng nghi ngờ, tinh thần khẽ động, nhìn sang mấy người trước mắt. Ông! Thư viện lay động, có điều không có tạo ra thư tịch. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ cũng là diễn hư thể chất, không có khả năng nhiều như vậy đi. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Lạc Nhược Hy điều tra không ra, Một Thần điều tra không ra, có thể nhìn, nhưng đám này cũng nhìn không ra, xảy ra chuyện gì. Giờ phút này bọn họ đang thi triển võ kỹ, dựa theo tình huống bình thường, có thể nhẹ nhõm phát giác. Ta hiểu, tuy bọn họ không phải diễn hư thể, nhưng nhất định nắm giữ bảo vật có thể che đậy thiên cơ, nếu không không có khả năng bắt đi đám người Triệu Nhã, để danh sư Đường cũng không có trước thời hạn hiểu rõ tình hình. Trong lòng hơi động, bừng tỉnh hiểu ra. Dựa theo tình huống bình thường, danh sư Đường nắm giữ thiên cơ sư cao minh nhất, vận chuyển thiên cơ, đám người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào bị bắt, sẽ trước thời hạn biết nguy hiểm, nhưng không hề có một chút tin tức nào. Nói rõ những người này nhất định nắm giữ thủ đoạn che đậy thiên cơ. Giống như mai rùa đặc thù của thiên cơ Đường lúc trước, ở dưới nó bao phủ, thiên đạo cũng không thể phát giác. Xem ra sau khi ra ngoài, nhất định phải đến thiên cơ sư công hội lượn một vòng. Trương Huyền híp mắt lại. Trên thế giới vậy mà nắm giữ đồ vật có thể che đậy thiên đạo, để hắn cũng không nhìn thấu, làm hắn cực kỳ buồn bực. Thực sự không được, đi thiên cơ sư công hội nghiên cứu một chút, có lẽ có thể trước thời hạn dự phòng, coi như đối phương đề phòng lại kín, cũng nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Không cách nào nhìn thấu cũng không sao, phải hay không, thử một lần liền biết. Lông mày dương lên, lộ ra sát khí. Thư viện nhìn không thấu, cũng không có nghĩa là không có thủ đoạn khác. Dị linh tộc, coi như có thể ngụy trang thành nhân tộc, nhưng lực lượng là không có cách nào sửa đổi, bản năng nhiều năm đã thành thói quen, sống chết trước mắt sẽ tự động thi triển ra. Trừ khi thực lực cao đến đỉnh điểm, đối mặt công kích mạnh cỡ nào cũng thành thạo. Bất quá loại người này đối với hắn mà nói không tồn tại, chỉ cần hắn dùng hết toàn lực, không tin dưới cổ thánh ai có thể ẩn trốn. Ba người các ngươi cùng lên đi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Trương Huyền sinh ra một cỗ hào hùng, cười ha ha một tiếng, trường thương trong tay run lên, bỗng nhiên điểm ra. Ông! Sóng âm của đối phương tập kích tới, lập tức bị mũi thương ngăn ở bên ngoài, chân bước ra, cán thương quét ngang. Rầm! Không gian xuất hiện vết rách, tập kích tới thanh niên da đen. Hừ! Chương 3047, quả nhiên là dị linh tộc. 2. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay của thanh niên da đen nhiều ra một cây bút lông, thẳng tắp nghênh tiếp. Đinh 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 đinh. Bút lông cùng long cốt thần thương đối đầu, mặc dù không ngừng lui về sau 7-8 bước, nhưng lại không hư hại. Chẳng lẽ cũng là một bảo vật do cổ thánh lưu lại? Trong lòng Trương Huyền kinh ngạc, có điều biết lúc này không phải thời điểm nghĩ nhiều, trường thương lần nữa điểm ra, đâm tới thanh niên cao béo. Xì xì xì. Lực lượng khổng lồ bao phủ. Tựa như gió lốc, người sau biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Leng keng. Ngay thời điểm mũi thương sắp đâm trúng đối phương, tiếng đàn của thanh niên gầy yếu vang lên lần nữa. Lần này Trương Huyền không có chống cự, mà tinh thần khẽ động, lực công kích nhằm vào linh hồn kia bị hấp thu vào trong cơ thể. Tạch tạch. Trong tích tắc, lúc trước long cốt thần thương chèn ép, phù hồn không có hoàn thành thuế biến, phá kén thành bướm, xuất hiện biến hóa về chất. Trương Huyền chỉ cảm thấy vu hồn trong nháy mắt tiến thêm một bước, tuy không có đột phá đại thánh cấp, nhưng càng thêm tinh thuần, thể tích hồn thể giảm bớt tiếp cận một nửa. Loại hồn phách trình độ này, đã có thể thi triển vu hồn xuyên toa. Ha ha, đa tạ.
Thoáng cái đột phá, tinh thần sảng khoái, Trương Huyền cười lớn một tiếng, đạp không tiến lên. Trên đầu thanh niên cao béo toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trường thương của Trương Huyền giống như giỏi trong xương, vô luận biến hóa thân pháp như thế nào, cũng đuổi không hết. Chặn lại. Sắc mặt thanh niên da đen tái xanh, bàn tay run lên, bút lông bay ra, lăng không vẩy mực, thời gian nháy mắt vẽ ra một lá chắn ngăn ở phía trước. Tê lạp. Thần thương run lên, xé rách lá chắn. Bất quá lực lượng cũng giảm bớt không ít, thanh niên cao béo cầm kiếm chặn công kích, tránh được một kiếp. Xem ra tên này không có bảo vật cổ thánh. Thấy đối phương bị bức như vậy, cũng không có thi triển ra bảo vật cổ thánh như những người khác, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thật, tuy sử dụng khổng sư tinh huyết, cùng long cốt thần thương, chiến lực vô tận, nhưng hắn muốn bắt sống ba người, ép hỏi tình huống đám người Triệu Nhã, vẫn cần tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng khổng sư tinh huyết có thời gian hạn chế, không cho phép quá mức lãng phí. Đã như vậy, vậy trước tiên đánh không có ra hỏa cổ thánh chi bảo không còn sức chiến đấu. Sau đó lại đi động thủ với những người khác. Trong lòng Trương Huyền hừ lạnh, trường thương run lên, lại một thương đâm tới thanh niên cao béo. Xì xì xì. Một thương này, so với vừa rồi uy lực càng lớn, mũi thương còn không có cận thân, liền nghe vô số thanh âm tức điên, không gian xé nát giống như giấy. Nứt ra một dấu vết, sao động ra vô số gợn sóng. Leng keng, leng keng. Không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như thế, chỉ nhằm vào một người, thanh niên gầy yếu vội vàng điều khiển dây đàn, nhưng tuy thanh âm kịch liệt, lại đều bị gợn sóng ngăn ở bên ngoài. Khuấy động không gian. Đáng ghét. Thanh niên da đen liên tục ra tay, có điều long cốt thần thương gãy ra, bút lông liền bị đánh bay. Không nói đám người Triệu Nhã bị bắt đi nơi nào, vậy trước tiên chết một cái đi. Quát lạnh một tiếng, trường thương như rồng. Vẻ mặt thanh niên cao béo trắng bệch, biết ngăn cản không nổi, đầu bỗng nhiên nâng lên. Giống. Trong tiếng gầm gừ to lớn, thân thể đột nhiên bạo tăng, vốn đã rất cao, thời gian nháy mắt biến thành hơn 2 mét, trên người tỏa ra sát lục chi khí nồng đậm, bắn thẳng đến không trung. Quả nhiên là dị linh tộc. Đồng tử Trương Huyền co rụt, híp mắt lại. Chương 3048, chạy trốn 1. Vừa rồi nhìn thấy đám người kia, lấy ra nhiều bảo vật cổ thánh như vậy, còn có chút nghi ngờ, có phải mình sai lầm hay không, tận mắt thấy tên này hiển lộ nguyên hình, mới hiểu được ở đâu là chư tử bách ra gì, mà chính là dị linh tộc. Phụng trộm dò xét một thần, trước đó lại phỏng đoán như thế. Nói thật, từ trong tiềm thức, hắn còn có chút nghi ngờ Lạc Nhược Hy. Trương Huyền hơi đỏ mặt, tràn đầy áy náy. Đối phương không giữ lại chút nào tin tưởng mình, bất kể loại tin tức nào cũng tới cộng hưởng. Khổng sư thân bút cũng khinh thường chú ý. Mà bản thân lại nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nhìn thấy tên này biến trở về bộ dáng vốn có, Lạc Nhược Hy cùng một thần tựa hồ cũng sửng sốt một chút, khiếp sợ không thôi. Nếu là dị linh tộc, vậy ta liền không khách khí. Xác nhận thân phận, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, Trương Huyền hét lớn một tiếng, trường thương lần nữa đâm nhanh tới. 3. Thanh niên cao béo biến hóa ra chân thân. Có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, sức chiến đấu cũng tăng cường không ít, nhưng so sánh với Trương Huyền cầm long cốt thần thương vẫn kém không biết bao nhiêu. Rất nhanh liền bị đâm trúng bả vai, máu tươi chảy ròng. Thanh niên gầy yếu cùng thanh niên da đen cũng bị hắn chèn ép, chật vật không chịu nổi, chính mình cũng không lo nổi. Nhanh lấy thiên phù. Biết tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị kẻ trước mắt này chém giết toàn bộ, thanh niên gầy yếu nhịn không được nữa hét lớn một tiếng. Được. Thanh niên trắng nõn đi tới trước mặt truyền thế thiên phù lên tiếng. Giờ phút này hắn đang giao thủ với Lạc Nhược Hy. Nữ hài công kích không nhanh, cũng không mãnh liệt lắm, nhưng mỗi một kích đều bí mật mang theo uy thế làm cho không người nào có thể ngăn cản. Liên tục mấy chiêu, thanh niên trắng nõn tiện tay run lên, vẻ mặt càng trắng hơn. Tất cả mọi người là đỉnh phong nhất dưới cổ thánh, làm sao cũng không nghĩ đến, ba người trước mắt này một cái so với một cái kinh khủng. Biết tiếp tục nữa. Khẳng định sẽ bị đánh bại, thậm chí tử vong, cắn răng một cái, cổ tay thanh niên trắng nõn rung lên, một quyển sách bay ra. Ầm ầm, thư tịch vừa xuất hiện, lập tức biến thành màn sân khấu che giấu cửu thiên, ánh sáng chiếu rọi, ngăn Lạc Nhược Hy ở bên ngoài. Cổ thánh bút ký, nữ hài sầm mặt lại, đôi mi thanh tú nâng lên, bàn tay bỗng nhiên đè ép, nhất thời cảm thấy toàn bộ lực lượng bị màn sân khấu hấp thu, không đả thương được đối phương mảy may. Cổ thánh tự mình viết bút ký, ẩn chứa đại năng lượng, nửa bước cổ thánh cũng không thể phá vỡ, chớ nói chi là đại thánh.
Hô! Thanh niên trắng nõn thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía chuyển thế thiên phù, lấy ra một lệnh bài không lớn, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Lệnh bài cùng màn ánh phong ấn sáng tiếp xúc, người sau lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tiêu tán. Dầm! Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, nắm thiên phù ở trong lòng bàn tay. Đi! Nhận được đồ vật, thanh niên trắng nõn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, lăng không chảo một cái, một ngọc phù xuất hiện, sau đó dùng sức bóp nát. Phần phật! Không gian xuất hiện vết nứt, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi! Thanh niên gầy yếu cùng thanh niên da đen cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo dị linh tộc hiện ra nguyên hình kia, đồng thời lấy ra ngọc phù bóp nát. Trốn chỗ nào? Không nghĩ tới đối phương có loại thủ đoạn chạy trốn này, Trương Huyền vội vàng lao tới. Ông! Không gian bốn phía lập tức đọng lại. Phong cấm chân giải có thể phong cấm không gian, ngọc phù của đối phương hẳn là một loại truyền tống trận, đã như vậy thì có thể niêm phong lại, không cách nào trốn đi. Quả nhiên ba người đang xé ra không gian muốn tiến hành xuyên qua, thoáng cái bị định ở trên không trung, không chạy trốn được nữa. Mau nói, đám người Triệu Nhã ở chỗ nào? Ánh mắt Trương Huyền như điện, tay cầm trường thương, toàn thân sát khí sôi trào. Triệu Nhã, ngươi nói là thuần âm thể kia. Thanh niên gầy yếu nói. Không sai. Trường thương lăng không, Trương Huyền híp mắt lại. Chương 3049, chạy trốn 2. Muốn tìm các nàng, tới khổng miếu thấy đi. Thanh niên gầy yếu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một linh phù, lần nữa bóp nát. Dầm! Một đạo kiếm mang phá không, thời gian nháy mắt đánh nát phong cấm không gian. Ông! Hiệu quả phong cấm biến mất, thân ảnh ba người phai mờ, muốn chạy trốn. Không nói, vậy thì chết. Hai mắt Trương Huyền đỏ thẫm, trường thương run lên, thẳng tắp đâm tới ba người. Vừa rồi hắn một mực hạ thủ lưu tình, mục đích là muốn từ trong miệng đối phương biết được tin tức đám người Triệu Nhã, giờ phút này nếu biết bị hắn bọn họ bắt đi, liền kìm nén không được, ý định một lần đánh giết. Coi như ba người này rất mạnh, nhưng ở trước mặt hắn sử dụng khổng sư tinh huyết cùng long cốt thần thương, vẫn không đỡ nổi một đòn. Dầm! Lực lượng trường thương sôi trào, đánh về phía trước. Hừ! Thanh niên gầy yếu hừ nhẹ, đầu ngón tay điểm một cái. Lại một đạo kiếm mang bắn tới. Đang muốn dùng mũi thương ngăn cản, Trương Huyền cảm thấy thân thể siết chặt, bị người lôi kéo nhanh chóng lui về phía sau. Phần phật, chỗ kiếm mang đến, không gian biến mất, hóa thành dấu vết đen kịt. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải bị kéo trở về, lần này chỉ sợ đã bị cắt thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Hắn tránh thoát một đòn. Mấy người thanh niên gầy yếu cũng bước vào vết nứt không gian, giống như thanh niên trắng nõn trước đó, biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng quay đầu, thấy Lạc Nhược Hy đứng ở cách đó không xa, đôi mi thanh tú nhíu lại, vẻ mặt âm u. Đây là cổ thánh lưu lại linh phù, ẩn chứa 1/10 lực lượng của cổ thánh. Ngươi không ngăn cản nổi. 1/10 lực lượng của cổ thánh. Khuôn mặt Trương Huyền tái đi. Khó trách cường đại như vậy, lực lượng cổ thánh, dù chỉ có 1/10. Cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Không nghĩ tới bọn họ không chỉ có cổ thánh linh phù, ngay cả độn không phù cũng có. Ngột thần cũng đi tới, vẻ mặt phức tạp, dường như không biết nghĩ cái gì. Độn không phù là cổ thánh am hiểu không gian, khắc họa ra một loại linh phù đặc thù, sau khi bóp nát, hiệu quả giống như truyền tống trận, tức thời di chuyển đến 100.000 cây số. Đối phương có thứ này, chỉ sợ chuẩn bị rất lâu. Lạc Nhược Hy giải thích. Chuyển rời người đến 100.000 cây số. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Sớm biết đối phương có thứ này, khẳng định vừa ra chiêu liền thống hạ sát thủ. Chỉ cần hủy bỏ tu vi đối phương, cho dù có thứ này, khẳng định cũng không cách nào sử dụng. Dù sao coi như linh phù có thể độn không, tiến vào bên trong cũng sẽ giống như truyền tống trận, tu vi quá thấp, sẽ bị nghiền thành thịt nát. Hao tốn khí lực lớn như vậy, kết quả truyền thế thiên phù còn bị cướp đi. Ngột thần lắc đầu. Vẻ mặt cười khổ. Không có gì, mặc kệ ai nhận được, khẳng định cũng phải đi vào khổng miếu, chỉ cần ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Tuy bị cướp đi, có chút thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Không cần buồn lòng, tuy bọn họ chạy trốn, nhưng truyền thế thiên phù không có bị lấy đi. Trương Huyền lắc đầu, dứt bỏ trong lòng buồn bực, nhìn lại. Không có bị lấy đi.
Lạc Nhược Hy cùng Ngột Thần đồng thời nghi ngờ nhìn qua, có chút không hiểu. Ha ha! Trương Huyền không có trả lời hai người nghi ngờ, mà xoay người nhìn về phía Thạch Đồng Tử cách đó không xa. Không biết ta nói có đúng hay không? Truyền thế thiên phù. Chương 3050, mẫu phù nhận chủ 1. Ngươi nói cái gì, ta không rõ ràng, ta chỉ là một khí linh mà cổ thánh để lại chỗ này, chịu trách nhiệm tiếp đón các ngươi mà thôi. Thạch Đồng Tử sững sờ, xấu hổ cười một tiếng. Lạc Nhược Hy cùng Một Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Đồng tử này, bọn họ vừa vào cửa liền gặp, chỉ là tượng đá, có linh tính tối đa nhất, sao lại là truyền thế thiên phù? Nếu thật là nó, vì sao bốn người kia nắm giữ nhiều bảo vật cổ thánh như vậy, cũng không phát hiện được? Ồ, khí linh, không biết khí linh gì, có thể nói tỉ mỉ thoáng cái hay không? Không để ý tới nó giải thích, Trương Huyền mỉm cười. Tại hạ là khí linh trong tượng đá đản sinh. Thạch Đồng Tử giải thích. Tượng đá đản sinh khí linh. Khóe miệng Trương Huyền nâng lên, chắp hai tay sau lưng, ở bên cạnh nó quay một vòng, vừa đi vừa nói. Đá điêu khắc ngươi, gọi là Vu Linh Thạch, sinh ra từ Lô Húc Sơn phía đông nam nhất của đại lục, trải qua đại lục biến thiên, nước và đại lục va chạm, thậm chí dung nham thiêu đốt, mới có thể hình thành, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, tuyệt không vượt qua 10 khối. Thứ này chỗ tốt lớn nhất là tầm bổ hồn phách, để linh hồn tiến vào bên trong càng thêm cường đại, nhưng thiếu hụt cũng rất lớn. Cái kia chính là linh tính quá đủ, du tẩu quá mức kịch liệt, mà không cách nào hội tụ. Nói cách khác, cho dù thủ đoạn của Khải Linh Sư cao minh đến đâu, cũng không thể Khải Linh thành công. Ngươi nói ngươi là linh tính của tượng đá, vậy ta hỏi ngươi, là ai cho ngươi sinh mệnh? Ta! Thạch Đồng Tử sững sờ, không nghĩ tới đối phương ngay cả loại đá thưa thớt này cũng có thể nhận ra, không tự chủ được lui về sau một bước, nói. Là nhiễm cầu cổ thánh thủ đoạn thông thiên. Ngươi không cách nào làm được, không có nghĩa là người khác làm không được. Ha ha! Khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Nhiễm cầu cổ thánh là một trong thập hiền, đủ loại thủ đoạn, hậu nhân không dám phỏng đoán, nhưng chỉ cần đồ vật bị Khải Linh, trời sinh đối với Khải Linh sư có tình cảm đặc thù, có thể rất dễ dàng nhận chủ. Cổ thánh đã giao nơi này cho ngươi dẫn dắt hậu nhân, nhất định phải thu phục mới có thể yên tâm. Nhưng vì sao ngươi vẫn luôn xưng hô nhiễm cầu cổ thánh, mà không phải? Chủ nhân, chỉ cần là đồ vật Khải Linh qua, đối với Khải Linh sư đều có cảm xúc dị dạng, rất dễ dàng thuần phục, giống như lúc trước hắn Khải Linh tượng đá, người khác đều không nghe, chỉ nghe hắn. Gà ra vỏ trứng, nhìn thấy sinh mệnh thứ nhất sẽ tưởng rằng là mẹ nó. Linh tính cũng như vậy, rất khó sửa đổi. Nhiễm cầu cổ thánh đã muốn tên này quản lý nơi đây, lại Khải Linh thành công, tất nhiên sẽ thu phục, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không có xưng hô một tiếng chủ nhân. Càng không cho thấy tôn trọng cỡ nào. Ta, Thạch Đồng Tử im lặng, một lát sau. Coi như ta không có nhận chủ, cũng không thể nào là truyền thế thiên phù. Ngươi suy luận không có bất kỳ căn cứ gì. Xem ra không nói rõ ràng, ngươi sẽ không thừa nhận. Mắt Trương Huyền sáng lên, lần nữa nhìn tới. Vừa rồi mới tới, một mình ta đối chiến hai kim binh, thi triển ra phong cấm không gian, ngươi nói nguyên lai là truyền nhân của Khâu Ngô Tử, xin hạ thủ lưu tình. Không sai, cái này thì sao? Thạch Đồng Tử nghi ngờ, lời này quả thực nói qua, không tính là gì. Khâu Ngô Cổ Thánh, tuy là hạ nhân của Khổng Sư, lại lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa lấy ngang hàng luận giao, nhiễm cầu Cổ Thánh là đệ tử của Khổng Sư, dựa theo vai vế, coi như nhìn thấy cũng phải cung kính hành lễ, không dám láo xược. Trương Huyền nói, chương 3051, mẫu phủ nhận chủ 2. Giống như Tôn Cường tuy là hạ nhân của hắn. Nhưng đám người Trịnh Dương nhìn thấy, vẫn như phải xưng hô tôn thúc, không dám vượt qua. Mặc dù Khâu Ngô Cổ Thánh là hạ nhân của Khổng Sư, tuổi tác lại lớn hơn hắn, Khổng Sư cũng tôn kính ba phần, làm học sinh, lại dám không giữ lễ pháp. Nhưng người trực tiếp xưng hô đối phương Khâu Ngô Tử, đây là xưng hô ngang hàng mới có thể có. Trương Huyền nói tiếp, bảo vật nhiễm cầu Cổ Thánh Khải Linh, mở miệng như vậy. Ngươi không cảm thấy không đúng ư? Ngươi! Thạch Đồng Tử sửng sốt, lần nữa lui về phía sau mấy bước, biểu lộ giống như nhìn quái vật. Đối phương chỉ bằng một xưng hô, liền suy đoán ra nó là truyền thế thiên phù. Thật là đáng sợ. Ngươi lúc nào thì nhìn ra được. Sau khi kinh ngạc, biết tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, Thạch Đồng Tử ngẩng đầu nhìn tới, tràn đầy không hiểu. Hắn tự tin ngụy trang thiên y vô phùng, coi như cổ thánh đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu,
đối phương đến cùng phát hiện lúc nào. Trước khi tiến vào thông đạo, ta vỗ bờ vai của ngươi một cái, trên thực tế là muốn xác định chất liệu của ngươi, lúc này mới ngờ vực. Trương Huyền nói, trước khi đi vào thông đạo, hắn đi tới trước mặt đối phương, vỗ một cái, dùng thư viện dò xét chất liệu đá, biết thứ này khó mà tụ linh, có điều thông đạo nguy hiểm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ phút này dị linh tộc chạy trốn, kết hợp trước đó xưng hô, lại không rõ ràng thì quá ngu ngốc. Truyền thế thiên phù, là bảo vật Khổng Sư luyện chế ra, xưng hô Khâu Ngô Tử không có bất cứ vấn đề gì, coi như không khách khí với Nhiễm Cầu cổ thánh, người sau cũng sẽ không nói nhiều. Chủ yếu nhất là, trên thiên phù này, hắn cảm ứng được khí tức có chút tương tự hắn. Sáu cái thiên phù khác, là Khổng Sư siêu tập huyết dịch của thể chất đặc thù cô động thành, mà mẫu phù. Đoán không sai, hẳn là lấy huyết dịch của Khổng Sư ngưng tụ, để hắn cảm ứng tương tự, chính là thiên nhận danh sư. Có loại cảm giác này, lại xác định ra đối phương là ai, liền dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế, không hổ là hậu nhân của Khâu Ngô Tử, tay nắm phong cấm chân giải, thuần phục long cốt thần thương. Nhãn lực này, quả thực không phải người thường có thể bằng. Nghe hắn giải thích xong, Thạch Đồng Tử nhẹ gật đầu, lại không phủ nhận. Không sai, ta chính là truyền thế mẫu phù Khổng Sư luyện chế ra tới, bọn họ lấy đi, bất quá là một cái hàng giả mà thôi. Tượng đá nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng tại chỗ bất động, một đạo quang mang từ đỉnh đầu bay ra, trên không trung chậm chạp hội tụ, thời gian nháy mắt, tạo thành một tấm linh phù, giống tấm vừa rồi như đúc. Ta là mẫu phù Khổng Sư luyện chế ra, có ta mới có thể đi vào chủ điện Khổng Miếu. Bất quá ta được luyện chế ra, chỉ nghe Khổng Sư dặn dò, không phải ai cũng có thể thần phục, đừng nói ngươi một truyền nhân của Khâu Ngô Tử, coi như Khâu Ngô Tử đích thân tới, để cho ta thần phục cũng làm không được. Thanh âm linh phù tiếp tục vang lên. Trương Huyền cười khanh khách nhìn qua. Không thần phục ta. Đương nhiên không thể. Linh phù thanh âm bên trong mang theo khinh thường cùng tự ngạo. Vậy thì tốt, ta cho ngươi xem một vật, sau khi xem, lựa chọn ra sao tùy ngươi. Ngón tay duỗi ra, Trương Huyền nhẹ nhàng điểm lên linh phù. Nhìn cái gì cũng vô dụng, ta là Khổng Sư luyện chế ra, há có thể thần phục hậu nhân, ngươi. Linh phù đang cực kỳ kiêu ngạo nói chuyện, đột nhiên run run, giống như gặp quỷ cuộn mình, ngay sau đó bỗng nhiên biến thẳng đứng, trong giọng nói mang theo cung kính cùng lấy lòng. Tiểu phù phù, gặp qua chủ nhân. Chương 3052, ta muốn đi lạc gia. Cái này còn tạm được. Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay nắm phù lục ở trong đầu ngón tay. Nếu đối phương là huyết dịch của Khổng Sư luyện chế thành, như vậy hắn thân là thiên nhận danh sư. Tự nhiên cũng có thể thần phục, thử một lần, quả nhiên. Con mắt Ngột Thần trợn tròn. Nói thật, hắn thật sự là thấy qua rất nhiều việc đời, hơn nữa kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay bị xung kích, so với cả một đời cộng lại còn nhiều hơn, không phục cũng không được. Khổng Sư luyện chế phù lục, ngay cả Khâu Ngô cổ thánh, Nhiễm Cầu cổ thánh cũng không để vào mắt, bị sờ soạng thoáng cái, liền thuận lợi thần phục. Ngươi còn có cái gì không làm được sao? Bất quá! Để hắn chân chính kinh ngạc không phải như vậy, mà là sau khi nắm lại phù lục, bàn tay Trương Huyền run lên, bảo vật người người tranh đoạt, dính dáng bảo tàng trọng yếu nhất của Khổng Sư, liền nhẹ nhàng rơi vào tay Lạc Nhược Hy. Nhược Hy, thiên phù này ngươi cầm trước đi, dù sao ở trong tay của ta cũng vô dụng. Thân thể Ngột Thần cứng ngắc. Bốn người kia dùng đủ loại bảo vật, cũng muốn cướp đi thứ này, đủ thấy chân quý, tiện tay đưa người, mảy may không để ý. Bất quá! Kinh ngạc hơn còn ở đằng sau. Tờ phù lục này đã nhận ngươi làm chủ, thả ngươi chỗ ngươi là được. Ta giữ lại càng vô dụng, chỉ cần đến lúc Khổng Miếu mở ra, ngươi dẫn ta đi vào là được. Lạc Nhược Hy lắc đầu, vẻ mặt không quan tâm, lần nữa đưa phù lục tới. Cũng được. Trương Huyền trần chờ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp lấy phù lục. Xuân Thu Đại Điển nói rất lợi hại, nhưng có thiên đạo thư viện, hắn thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Chớ nói chi là một tấm linh phù. Lần này tới, chủ yếu là bởi vì nữ hài mời, cũng muốn cùng đối phương ở chung một đoạn thời gian, thuận tiện biết rõ ràng thân phận cụ thể của nàng. Hiện tại biết nàng sẽ không làm sự tình xin lỗi nhân tộc, đưa phù lục cũng không có gì. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng không quá quan tâm, bên này nhún nhường, truyền thế thiên phù làm người trong cuộc sắp khóc. Đường đường bảo vật Khổng Sư luyện chế, Nhiễm Cầu cổ thánh cũng không có tư cách luyện hóa. Không có tôn nghiêm bị người đẩy tới đẩy lui như vậy, ngay cả cầm cũng không muốn cầm. Đừng kéo ta, để cho ta đập đầu chết đi. Được rồi,
ta chỉ là một cái phù lục, một trang giấy, không có đầu, muốn đụng cũng đụng không chết. Đang buồn bực, chỉ thấy chủ nhân mới vừa biết vẻ mặt trông mong nhìn qua, một bộ thần dữ của. Tiểu phù phù, nếu ngươi đã nhận chủ, di tích này còn có bảo vật gì không? Sưu tập tới hết, để cho ta mang đi đi. Phù lục uốn éo người. Không còn. Làm sao lại không còn? Không phải có 99 lối đi ư? Lối đi của ta có long cốt thần thương, trong thông đạo khác khẳng định cũng có bảo vật nha. Trương Huyền nghi ngờ. Thông đạo khác, tất cả đều là khảo hạch, hoặc là sát trận, không có bảo vật. Phù lục lay động. Không có. Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía hai người Lạc Nhược Hy, chỉ thấy bọn họ nhẹ gật đầu. Nó nói không sai, thông đạo chúng ta đi qua, là một loại khảo hạch, không phát hiện bảo vật. Như vậy a hát. Trương Huyền thất lạc. Vốn đang cho rằng 99 lối đi, mỗi một cái đều có bảo vật có thể so với long cốt thần thương, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, gảy xuống ba chữ nhiễm tử điện ở ngoài cửa cho ta đi, đây cũng là đồ tốt. Rơi vào đường cùng, Trương Huyền lùi lại mà cầu việc khác. Phù lục. Thấy qua hám tài, nhưng chưa thấy qua hám tài như thế. Đây chính là nhiễm cầu cổ thánh tự tay lưu lại bảng hiệu, hắn cũng không buông tha. Người khác chiến đấu, ném ra trường kiếm, trường thương. Người ném ra một tấm biển. Không để ý tới phù lục sắp khóc, triệt để cướp sạch nhiễm tử điện không còn, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn đi trở về. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, thật vất vả tới một nhà giàu, đương nhiên phải ăn mập mới được. Mang bọn ta rời đi đi. Dặn dò phù lục một tiếng, thân thể người sau vặn vẹo, mọi người lập tức bị ánh sáng bao phủ, sau một khắc, đã xuất hiện ở bên ngoài không gian gấp, lần nữa trở lại Bạch Khê Sơn. Tiểu thư, Trương sư, ta có một số việc cần lập tức xử lý, khả năng xin từ biệt. Chờ ta xử lý xong, lại tới tìm các ngươi. Một thần mới vừa ổn định thân hình, liền ôm quyền khom người, trên mặt lộ ra một tia lo âu. Chuyện gì xảy ra, có cần giúp một tay hay không? Trương Huyền nhìn qua. Một chút việc nhỏ mà thôi, không làm phiền Trương sư, một mình ta liền có thể xử lý. Một thần gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đi đi, làm xong liên hệ ta là được. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu. Đa tạ. Một thần không nói thêm lời, ngón tay điểm một cái, trước mắt xuất hiện không gian thông đạo, thân thể vụt qua, trực tiếp nhảy vào, chỉ chốc lát liền biến mất ở trước mặt hai người. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, mỉm cười. Nhược Hy, người tiếp xuống có tính toán gì không? Truyền thế mẫu phù tới tay, phù lục còn lại cho dù không tìm cũng không sao, hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi khổng miếu mở ra, trực tiếp đi vào là được. Ta tạm thời không có việc gì. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Không có việc gì, không bằng cùng ta chung một chỗ về Trương ra đi. Trước đó đi vội vàng, lần này vừa vặn dẫn người gặp cha mẹ. Trương Huyền mỉm cười. Xa cách từ lâu gặp lại, đương nhiên không hy vọng sớm tách ra như vậy. Bản thân mới vừa về gia tộc, nhận cha mẹ, nếu như đã xác định quan hệ, cũng phải mang nàng đi gặp. Cái này, Lạc Nhược Hy hơi đỏ mặt. Ta ở Lạc gia đại náo, mang người đi, làm cho Trương gia cùng Lạc gia xuất hiện mâu thuẫn. Cứ như thế đi qua, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, bọn họ rất dễ nói chuyện. Trương Huyền mỉm cười. Tuy cha mẹ này tới bất ngờ, đến bây giờ hắn còn không có gọi ra, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương rất cưng chiều hắn. Không nói cái khác, chỉ nói lúc ấy ở Lạc gia, huyên náo lớn như thế, còn quan hệ mặt mũi của hai đại gia tộc Trương Lạc, đổi lại cha mẹ khác, sớm đã đập chết gia hỏa bất hiếu như mình, vậy mà đối phương toàn lực ủng hộ, chỉ bằng vào điểm ấy, đáng giá được tôn kính. Cái này, mặt mũi Lạc Nhược Hy xoắn suýt, không biết nên làm sao bây giờ, chân tay có chút luống cuống. Đối với bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể lạnh lùng như băng, lạnh nhạt như nước, thậm chí truyền thế mẫu phù đặt ở trong tay Trương Huyền, hay ở trong tay nàng, cũng không đáng kể, nhưng cái này, để cho nàng không biết như thế nào cho phải. Không cần khẩn trương, sớm muộn gì cũng phải gấp, đi gặp, cũng xem như xác lập quan hệ của hai người chúng ta. Biết lo lắng của nàng, Trương Huyền nắm tay đối phương. Tốt, cứ như vậy định, đừng từ chối. Ta... Thấy ánh mắt đối phương mang theo khát vọng, Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, cuối cùng không có cự tuyệt. Được. Thấy nàng đồng ý, Trương Huyền mỉm cười, đột nhiên nhớ tới cái gì. Bất quá, trước khi trở về, ta muốn đi Lạc gia một chuyến.
đi Lạc gia. Lạc Nhược Hy cau mày. Chương 3053, Lạc Thiên Nhai 1. Ở Lạc gia huyên náo mất hứng như vậy, đối phương hận không thể rút gân lột ra hắn, lúc này đi qua làm gì? Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng Lạc Nhược Hy không nghi ngờ đối phương là muốn đi tìm Lạc Thất Thất. Đối với tình cảm, nàng vẫn có thể nhìn ra. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Là lỗi lầm của ta, tạo thành tổn thương cực lớn cho Lạc gia, vừa vặn lĩnh ngộ phong cấm không gian chân giải, muốn truyền dạy cho bọn hắn, bù đắp chuyện lúc trước. Gây ra hiểu lầm, quả thực bất công với bọn hắn, cũng nên đền bù một chút, chỉ là. Bây giờ ngươi đi qua, ta sợ không những không cảm kích, còn sẽ gây nên phiền phức càng lớn. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Nếu không phải lúc ấy Trương gia thủ hộ, cùng danh sư Đường, Dương sư ở một bên, đã giết máu chảy thành sông. Lần này coi như mang theo ý tốt đi qua, đối phương cũng chưa chắc cảm kích. Làm không cẩn thận vẫn sẽ ra tay đánh nhau, hai bên đều không vui. Ta cũng biết, cho nên muốn thảo luận với ngươi, ngụy trang một chút, để bọn hắn khó mà nhận ra, như vậy sẽ không xuất hiện hiểu lầm. Cũng biết giờ phút này Lạc gia căm thù hắn, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, Trương Huyền nói. Phong cấm chân giải, luôn là bí mật bất truyền của Lạc gia. Gia tộc bọn họ đến bây giờ cũng không người có thể đạt tới, truyền thụ cho bọn họ, cũng coi như bù đắp mắc nợ trước đó. Sự tình lần trước, chỉ trách hắn không có trước thời hạn hỏi rõ ràng tiểu công chúa là ai, mới chọc ra ô long lớn như thế. Trước thời hạn tìm hiểu, không đáp ứng vụ hôn nhân này, cũng sẽ không náo động đến hai nhà triệt để đoạn tuyệt, cũng sẽ không để Lạc gia mất mặt mũi. Tốt! Lạc Nhược Hy lên tiếng. Ngươi, không tức giận. Thấy nữ hài sảng khoái đáp lại. Trương Huyền nhịn không được hỏi. Nói thật, đổi lại cô gái khác, khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, nàng đáp lại nhanh như vậy, chẳng lẽ không thèm để ý. Đương nhiên không tức giận. Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như đóa hoa nở rộ. Thật ra thì Trương Huyền càng như vậy, nàng càng cảm thấy không có nhìn lầm người, làm đúng không Trương Dương, khiêm tốn kín đáo, làm sai dũng cảm thừa nhận, lòng dạ thẳng thắn vô tư, đúng mực. Đây mới là khí độ một nam nhân nên có, mới là người Lạc Nhược Hy nàng ưa thích. Vậy chúng ta lên đường đi. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nắm chặt bàn tay của đối phương, cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Hiểu không gian càng sâu, mượn nhờ long cốt thần thương, Trương Huyền cũng có thể tìm kiếm không gian trùng động, bởi như vậy, tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều, thời gian không dài, lần nữa đi tới phạm vi Lạc gia. Người ngụy trang, dù danh sư cửu tinh cũng khó phát giác. Nhưng muốn giấu giếm được một chút bảo vật đặc thù, vẫn là làm không được, ta chỗ này có một phù lục dùng để ngụy trang, sau khi dán lên mặt, bất luận người nào cũng phát giác không được. Thấy hắn ngụy trang xong xuôi, Lạc Nhược Hy nhìn một cái, tay lấy ra linh phù. Quá tốt rồi! Trương Huyền vội vàng nhận lấy. Lần trước hắn chuyên tâm ngụy trang, vẫn bị Dương Sư phát hiện, có thứ này, tự nhiên càng thêm an toàn. Cúi đầu nhìn về phía linh phù. Phía trên khắc họa hoa văn cùng kiểu chữ đặc thù, không biết cái nào, chẳng qua cho người ta một loại lực lượng cực kỳ mạnh, thần thức cũng không thể nhìn thấu, nhẹ nhàng đặt ở trên trán. Ông! Chương 3054, Lạc Thiên Nhai 2. Linh phù cùng khuôn mặt tiếp xúc, lập tức biến mất, hóa thành một đạo khí lưu đặc thù, tràn vào trong cơ thể, tinh thần khẽ động, sau đó Trương Huyền biến thành một trung niên khuôn mặt khô héo, khoảng 40 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt tựa như chim ưng. Lập lòe ánh sáng trí tuệ. Bảo bối tốt. Thần thức lan tràn, cẩn thận quét mấy lần, phát hiện một chút sơ hở cũng nhìn không ra, thậm chí minh lý chi nhãn cũng không thể thăm dò, Trương Huyền nhìn không được khen ngợi. Cái phù lục ngụy trang này, quả thực so với phương pháp của hắn mạnh mẽ quá nhiều, có thứ này, lần nữa gặp được Dương Sư, đoán chừng cũng phát giác không ra. Ngụy trang xong xuôi, quay đầu nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Chỉ thấy nàng cũng ngụy trang thành một phụ nữ trung niên, mặc dù dung mạo mỹ lệ bị che giấu, nhưng nhất cử nhất động vẫn có thể thấy được dấu vết tuyệt mỹ. Ha ha, như vậy rất tốt, lấy bộ dáng này ra ngoài, hẳn là không bao lâu có thể làm ra cái tên tuổi phu thê song sát gì đó. Trương Huyền bật cười. Hưng Mộng Kiếm Thánh, danh khí rất lớn, không người dám nói xấu, nhưng sau lưng cực kỳ sợ hãi, bề ngoài xưng hô kiếm thánh, nhưng sau lưng không ít xưng hô song sát. Hai người bọn họ, ngụy trang thành một đôi vợ chồng trung niên, thực lực đều đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của đại lục, thật muốn ra ngoài, không bao lâu đoán chừng cũng có thể xông ra danh khí. Ai cùng ngươi là vợ chồng, chúng ta là huynh muội. Da mặt Lạc Nhược Hy đỏ lên,
huynh muội đều rất giống, chẳng lẽ ta đẹp trai như vậy, khó trách nhiều người ưa thích, thì ra là thế. Trương Huyền vịn cằm cảm xúc. Ba hoa. Lạc Nhược Hy bật cười, mới vừa rồi còn cảm thấy ngụy trang thành vợ chồng không tốt lắm, giờ phút này đột nhiên cảm thấy cũng không tệ. Ngụy trang thành vợ chồng cũng được, có điều vẫn phải lấy cái tên tuổi, nếu không người khác hỏi ngươi tên gì cũng không có phương pháp trả lời. Cha mẹ đều lấy một chữ trong tên, là Hưng Mộng Kiếm Thánh, hai ta cũng có thể lấy như vậy, gọi Huyền Hy Kiếm Thánh được không? Trương Huyền nói. Như vậy ngụy trang lại có ý nghĩa gì? Lạc Nhược Hy lườm hắn một cái. Này cũng phải, ta dùng qua mấy tên Dương Huyền, Tôn Cường, Ngô Trương Hiên, lần này nhất định phải lấy cái mới. Đúng, ta nói mình họ Lạc, như vậy coi như truyền thụ cho bọn hắn phong cấm chân giải, đối phương cũng sẽ cảm giác, cơ mật hạch tâm của gia tộc không truyền đến bên ngoài. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên nói. Dù sao cũng lấy tên giả, muốn cho đối phương tin tưởng, hơn nữa thuận lý thành trương truyền thụ, họ Lạc đương nhiên là tốt nhất. Dù sao phong cấm không gian là năng lực đặc thù của Lạc gia. Gia tộc lớn như Lạc gia, thỉnh thoảng toát ra một con cháu bảng chi, chắc hẳn cũng không cách nào tra được. Đi qua Trương gia, biết địa vị con cháu bảng chi ở trong cả gia tộc, bởi vì huyết mạch mỏng manh, ngay cả gia phả cũng không vào được, đừng nói nhiều ra một hai cái, ít mười mấy cái cũng chưa chắc có người biết. Họ Lạc rất tốt, vậy ta cũng lấy cái tên, gọi Linh Tê, họ gì chưa nghĩ ra, gọi Linh Tê là được. Lạc Nhược Hy nói. Linh Tê, tâm hữu Linh Tê nhất điểm thông, cái tên này rất tốt, vậy ta gọi Lạc Thiên Nhai, về sau bất kể chúng ta cách nhau thiên nam địa bắc, hay góc biển chân trời, thần giao cách cảm, nhất niệm tương thông. Trương Huyền cười nói. Được. Lạc Nhược Hy gật đầu. Thảo luận xong tên, hai người nhanh chóng bay về phía Lạc gia. Lúc này Lạc gia đang thu dọn kiến trúc tổn hại khi chiến đấu trước đó, trả lại hạ lễ mà rất nhiều thế lực đưa tới, đâu đâu cũng có người, tỏ ra rối bời. Đang muốn thừa dịp loạn chui vào, nhìn xem có thể tìm ra Lạc Huyền Thanh hay Lạc Thất Thất, truyền thụ phong cấm chân giải hay không, liền nghe trên không có tiếng gió gào thét, vài bóng người bất ngờ xuất hiện, ngay sau đó một thanh âm đột nhiên nổ tung. Chư tử Bách gia đại nho đường, Nam Cung Nguyên Phong mang theo vãn bối, đến đây viếng thăm Lạc gia gia chủ. Chương 3055, chư tử Bách gia muốn tỉ thí một. Người chư tử Bách gia. Trương Huyền sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy năm người lơ lửng ở phía trên. Nói chuyện chính là trung niên khoảng 40 tuổi, râu màu nâu xanh, mang theo mũ rộng, hình ảnh cổ nho, trường bào trên người có chút tương tự danh sư bào, chỉ bất quá dùng màu đen, từ xa nhìn lại có chút âm trầm. Giống như trang phục của dị linh tộc đi bắt đám người Triệu Nhã. Trương Huyền dương mày. Quần áo của trung niên này, cùng bốn dị linh tộc trước đó ở Bạch Khê Sơn nhìn thấy, là hoàn toàn tương đồng, xem ra người sau muốn ngụy trang thành cường giả của chư tử Bách gia, lừa dối qua ải, hơn nữa quả thực lừa qua tiểu phù phù. Chỉ bất quá ở dưới long cốt thần thương tấn công, hiển lộ nguyên hình. Bốn người bên cạnh Nam Cung Nguyên Phong đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, từng người khí tức như rồng, mang theo tiêu sát. Bọn họ đều là đại thánh nhất trọng, cao thủ kiến thần bất hoại. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu. Nam Cung Nguyên Phong này là hậu bối của Tử Dung Cổ Thánh, nho học đại sư của Đại Nho Đường. Tử Dung Cổ Thánh. Trương Huyền gật đầu. Vị Cổ Thánh này là một trong 72 vị thân truyền của Khổng Sư, hiền giả chứ danh, tuy không bằng Nhiễm Cầu Cổ Thánh, Bốc Thương Cổ Thánh, Ngôn Uyển Cổ Thánh, nhưng cũng vang danh thiên hạ, hậu thế vô số người tế bái. Không nghĩ tới đối phương lại là hậu nhân của hắn. Đại Nho Đường là cái gì? Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền nhìn qua. Đại Nho Đường cùng loại với danh sư đường ở trên đại lục, danh sư đường giáo hóa vạn vật, người bình thường, tu luyện giả, đều ở trong phạm vi giáo hóa, mà Đại Nho Đường khác biệt, chỉ truyền dạy nho học tinh thâm, hạng người tu vi cao thâm. Bình thường đều phải đạt tới đại thánh mới có tư cách tiến vào trong đó. Lạc Nhược Hy giải thích. Đại thánh mới có tư cách. Trương Huyền tặc lưỡi. Vốn cho rằng Thánh Tử Điện là học phủ cao nhất, không nghĩ tới chư tử Bách gia còn có Đại Nho Đường. Lạc gia quyền gia chủ Lạc Càn Trinh, gặp qua Nam Cung tiền bối, mời vào bên trong. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe ở trong Lạc gia có thanh âm vang lên, ngay sau đó cha của Lạc Huyền Thanh mang theo Lạc Khinh Trần và rất nhiều trưởng lão bay lên, lơ lửng giữa không trung, thái độ cung kính. Đi xuống đi. Thấy hắn ra nghênh tiếp, Nam Cung Nguyên Phong trả cái lễ tiết, mỉm cười, theo sát mọi người Lạc gia bay xuống.
Người Trư Tử Bách ra tới, nhất định là có chuyện, chúng ta cũng đi qua xem. Trương Huyền truyền âm. Sớm biết người Trư Tử Bách ra tới danh sư đại lục, không nghĩ tới vừa ra là năm vị, ở lúc mấu chốt này chạy tới, chỉ sợ có quan hệ lớn lao tới Khổng Miếu mở ra. Lạc Nhược Hy gật đầu. Thực lực của hai người đều cực mạnh, giấu giếm được tai mắt của người Lạc gia rất bình thường, lại thêm Trương Huyền tinh thông trận pháp, giờ phút này Lạc gia lại có chút hỗn loạn, một đường đi vào, không có bị bất luận người nào phát hiện. Đông 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 đông. Đi tới một lát, đang muốn tìm người hỏi thăm đám người Lạc Càn Trinh đi nơi nào, liền nghe một tiếng chuông dồn dập vang lên. Gia tộc khẩn cấp tập hợp, nhất định là chuyện gì xảy ra. Trương Huyền nhướng mày, theo sát người Lạc gia bay đi. Thời gian không dài, nhìn thấy một quảng trường rộng lớn, giờ phút này người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người Lạc gia nghe được tiếng chuông, đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xuyên thấu qua đám người, Trương Huyền nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy đám người Trư Tử Bách gia Nam Cung Nguyên Phong đang ngồi ở trên đài cao, đám người Lạc Càn Trinh, Lạc Khinh Trần cũng xuất hiện. Chương 3056, Trư Tử Bách gia muốn tỉ thí 2. Vị bằng hữu này, chuyện gì xảy ra? Vì sao gõ chuông tập hợp như vậy? Nhìn thấy người trước mắt mặc quần áo con cháu hạch tâm của Lạc gia, đang thấp giọng trò chuyện, Trương Huyền đi tới hỏi. Dù sao hiện tại hạch tâm, bàng chi tới một đống lớn, không có khả năng quen biết toàn bộ. Ngươi là... Vị con cháu hạch tâm này thấy hắn lạ mặt, sửng sốt một chút. Tại hạ Lạc Thiên Nhai, là con cháu bàng chi. Trương Huyền gật đầu. A hát. Vị con cháu hạch tâm kia nhẹ gật đầu. Là cường giả Trư Tử Bách gia muốn một bảo vật của Lạc gia, gia chủ không đồng ý, sau đó hắn yêu cầu mình mang tới người trẻ tuổi, cùng thế hệ trẻ tuổi của Lạc gia tuổi tác không cao hơn 100 tỷ thí lĩnh ngộ không gian. Nếu như bọn họ chiến thắng, Lạc gia không có tư cách khống chế bảo vật này, nhất định phải giao cho đại nho đường bọn hắn đảm bảo. Trái lại, bọn họ thua, cũng sẽ đưa tặng một bảo vật cho Lạc gia. Bảo vật gì? Trương Huyền nhìn qua. Trư Tử Bách gia muốn bảo vật. Đoán chừng 89 phần 10 là truyền thế thiên phù, đã lấy bảo vật làm tiền đặt cược, đối phương lấy ra nhất định cũng không đơn giản. Là một thanh trường kiếm tử dung cổ thánh từng dùng qua. Vị con cháu hạch tâm này chỉ về phía trước. Chính là cái kia. Theo ngón tay của hắn, Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh trường kiếm, đang yên tĩnh lơ lửng ở trên đài cao, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng, tuy không có ra khỏi vỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó tỏa ra ý lạnh âm u. Mặc dù là bảo vật đại thánh đỉnh phong, nhưng tử dung cổ thánh sử dụng qua, so với thần binh nửa bước cổ thánh bình thường cũng không yếu hơn quá nhiều. Bất quá so với long cốt thần thương thì kém rất lớn. Lạc Nhược Hy nhìn một cái, truyền âm tới. Trương Huyền gật đầu. Tuy khoảng cách rất xa, không cách nào chạm đến, không biết cấp bậc chân chính của chuôi kiếm này, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra, so với long cốt thần thương kém không ít. Chuôi thần thương này là vũ khí lúc nhiễm cầu cổ thánh ở đỉnh phong nhất dùng, ở thời đại thượng cổ cũng có tên tuổi lẫy lừng, kiếm của tử dung cổ thánh từng dùng qua mà thôi, tự nhiên kém xa tít tắp. Chư vị, cường giả Trư Tử Bách gia đến đây, Nam Cung Nguyên Phong tiền bối dẫn đầu hậu bối, muốn cùng con cháu Lạc gia ta tỉ thí lĩnh ngộ không gian, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 100, đều có thể tham dự, không biết ai dám lên nghênh chiến. Nhìn quanh một vòng, thanh âm của Lạc Càn Trinh vang lên. Nghe thanh âm của hắn, tuy ổn định, lại mang theo tức giận. Xem ra cái gọi là tỉ thí, cũng không phải hắn nguyện ý, chỉ sợ trước đó cùng người Trư Tử Bách gia náo không vui cùng mâu thuẫn. Chỉ bất quá, đối phương quá mức mạnh mẽ, bọn họ lại vừa mới trọng thương, không dám phản bác mà thôi. Ta! Một tiếng hét lớn, một bóng người bay lên. Trương Huyền nhìn lại, không phải người khác, chính là Lạc Huyền Thanh. Chỉ bất quá bởi vì sự tình Lạc Thất Thất. Giờ phút này coi như muốn nhận đối phương làm bằng hữu cũng không được. Còn có ta cũng nguyện ý thử một lần. Cùng Lạc gia ta tỉ thí lĩnh ngộ không gian, hừ, ta nhìn các ngươi là tự tìm cái chết. Lại có ba thanh niên bay lên đài cao. Tất cả đều là cường giả Lạc gia không cao hơn 100 tuổi, từng cái khí thức mạnh mẽ có hai vị đã trở thành trưởng lão, giống như Trương Huyền, đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Rất tốt, nhìn qua mấy người kia. Lạc Càn Trinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyên Phong cách đó không xa. Nam Cung tiền bối, tỉ thí như thế nào, xin cho cái điều lệ đi. Chương 3057, con quay không gian 1. Rất đơn giản, chỗ ta có một con quay không gian, có thể xác định tính ổn định của không gian,
cùng am hiểu không gian, ai có thể để con quay này đứng thời gian dài, người đó lý giải không gian càng cao thâm. Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm về phía trước, một con quay dài khoảng một thước xuất hiện ở trước mặt mọi người, rơi vào trên đài cao không nhúc nhích, mặc dù không có bất kỳ lực lượng gì, nhưng bốn phía con quay vẫn xuất hiện không ít vết nứt không gian nhỏ bé. Có loại vết rách này, liền nói rõ không gian không ổn định, muốn để nó đứng lên, nhất định phải vững chắc không gian bốn phía, hoặc là nói, tu bổ địa phương vỡ vụn. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất, nhưng liên lụy đến diễn không thiên thư đệ tứ trọng, sáng tạo, quả thực không dễ dàng như vậy. Cái này, Lạc Càn Trinh cũng nhìn ra điểm ấy, vẻ mặt lập tức khó coi. Đối phương nói đơn giản, thật ra thì rất khó. Dù con cháu Lạc gia bọn họ lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất nhiều, nắm giữ thiên phú đặc thù, nhưng muốn làm được điểm ấy, cũng không dễ dàng như vậy. Mạt Nhi, ngươi lên trước đến, biểu diễn cho chư vị cường giả Lạc gia xem. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nam Cung Nguyên Phong cũng không nói chuyện, cười nhạt một tiếng nói. Vâng. Thanh niên gọi là Mạt Nhi thoạt nhìn 27 tuổi, thân thể vụt qua, từ trong đám người đi ra, mang theo ý cương quyết, đi tới trước mặt con quay không gian, bàn tay lăng không chảo một cái. Ông! Không khí phát ra tiếng vang, từng đạo lực lượng không gian đặc thù lan tràn tới. Nguyên bản không gian bốn phía con quay nghiền nát, trong nháy mắt nhận được chữa trị, đồ vật ngã trên mặt đất dần dần đứng thẳng lên, có điều không đến 3 giây, lần nữa lắc lư, ngã trên mặt đất. Hô! Làm xong, trên đầu Mạt Nhi toát ra mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, ôm quyền lui về đám người. Chỉ là để con quay đứng thẳng như vậy, Mạt Nhi là thực lực yếu nhất trong mấy vãn bối, cho nên làm có chút miễn cưỡng, để mọi người chê cười. Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, nhìn lại. Lạc gia chủ, bắt đầu đi. Khuôn mặt Lạc Càn Trinh tái mét. Rất rõ ràng đối phương là điểm tướng, trước để cho người mình thí nghiệm thoáng cái, sau đó lại khiêu chiến. Coi như người Lạc gia không muốn lên, cũng chỉ có thể lên. Gia chủ, ta đi thử một chút. Trung niên trước đó lên đài ôm quyền nói. Làm phiền Lạc phù trưởng lão. Lạc Càn Trinh nhẹ gật đầu. Vị Lạc phù trưởng lão này cũng không nhiều lời, tiến lên một bước, hít sâu một hơi, lông mày dương lên, giống như Mạt Nhi trước đó, lăng không chảo một cái. Ông, bốn phía con quay không gian phát ra tiếng vang, đồ vật kia giống như người say lắc lư một cái. Cuối cùng không có đứng lên. Trên đầu chảy mồ hôi, kiên trì phút chốc, Lạc phù trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau mấy bước, mặt như giấy trắng. Thật xin lỗi tộc trưởng. Thân thể không ngừng lay động, Lạc phù trưởng lão tràn đầy thất lạc. Nhìn đối phương một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi tùy tiện làm được, còn tưởng rằng dễ dàng, không nghĩ tới dùng hết toàn lực cũng không thể thành công, khó trách người chư tử bách gia đến đây khiêu chiến, quả thực có bản lĩnh hơn người. Ta thử một chút. Vị trưởng lão thứ hai cũng tới trước mặt, một lát sau phun ra máu tươi, giống như Lạc phù trưởng lão, không cách nào làm cho con quay đứng lên. Không tự mình trải qua còn tưởng rằng thứ này đơn giản, chân chính thi triển lực lượng không gian, mới biết được con quay không lớn này, còn nặng hơn một ngọn núi lớn, lý giải không gian không đạt tới, đừng nói để nó đứng lên, động một cái cũng khó khăn. Nhìn thấy liên tục hai tộc nhân đồng thời thất bại, khuôn mặt của Lạc Càn Trinh càng thêm khó coi. Chương 3058, con quay không gian 2. Đối phương là muốn lấy đi truyền thế thiên phù của gia tộc bọn họ, dựa theo tình huống bình thường, tiền bối Lạc gia vất vả mới tìm được, không có khả năng cho người, nhưng đối phương lấy ra cổ thánh thủ lệnh do chư tử bách gia lưu lại, còn có quy củ của khổng sư quyết định, bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tỉ thí. Vốn nghĩ tộc nhân mình coi như không ai lĩnh ngộ phong cấm chân giải, nhưng mượn lĩnh ngộ đối với không gian, giữ cho không bị bại không khó. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, thua dễ dàng như vậy, quả thực là đáng sợ. Ha ha, Lạc tộc trưởng, còn có ai để cho con quay đứng lên hay không? Nếu như không có, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Dường như đã sớm ngờ tới kết cục này, Nam Cung Nguyên Phong vuốt râu, cười nhạt một tiếng. Chậm đã. Lời còn chưa dứt, một tiếng quát vang lên, Lạc Huyền Thanh tiến về phía trước một bước. Món bảo vật này là của ngươi, ai biết có làm tay chân hay không? Cố ý để cho tộc nhân ta không cách nào hoàn thành. Cái gì lĩnh ngộ hay không lĩnh ngộ, nói trắng ra là đều phải dùng ở trong chiến đấu, mới có tác dụng lớn nhất. Như vậy đi, cùng cấp bậc, so thử với chúng ta, có thể thắng, mới coi như các ngươi chiến thắng, làm không được, chỉ là giả. Ý của ngươi là luận võ. Nam Cung Nguyên Phong nhìn qua. Không sai.
Lạc Huyền Thanh gật đầu. Mục đích khống chế không gian, chính là vì đề cao tu vi, tăng lên sức chiến đấu, có thể dùng quyền nói chuyện, cần gì phí nhiều chuyện như vậy, con quay cái rắm. Nếu ngươi có tự tin, trừ tử Bách gia chúng ta tự nhiên vui lòng tiếp. Nam Cung Nguyên Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra tự tin nồng đậm. Trừ tử Bách gia, Khổng sư thân truyền, hơn nữa truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt, những vãn bối này cũng đều là học viên của Đại Nho Đường, lấy một địch trăm, không sợ nhất chính là chiến đấu, dám khiêu chiến. Quả thực chính là tự tìm vô vị. Lạc tộc trưởng, hắn nói có giữ lời không? Lần nữa nhìn qua. Đương nhiên. Lạc Càn Trinh gật đầu. Nhìn bộ dáng bây giờ, để con quay đứng lên đừng nói tộc nhân 100 tuổi trở xuống, coi như hắn tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể làm được, chờ lấy thua, còn không bằng tỉ thí, có lẽ còn có chút phần thắng. Đã như vậy, Mạt Nhi, ngươi tiếp tục ra tay đi. Nghe hắn đáp lại, Nam Cung Nguyên Phong nhẹ gật đầu. Vừa rồi Mạt Nhi khởi động con quay không gian, mặc dù nhận lấy chút tổn thương, nhưng tỉ thí với vãn bối các ngươi, hẳn là sẽ không quá mức miễn cưỡng. Nghe đối phương nói, da mặt của Lạc Càn Trinh co rút, tức giận đến sắp nổi khùng, miệt thị Trần Trụi A. Mới bị Trương gia đánh mặt một lần, trừ tử Bách gia chạy tới, đánh lần nữa. Chẳng lẽ ông trời chú định muốn Lạc gia suy bại? Tới đi, để cho ta nhìn xem cao chiêu của ngươi. Lạc Huyền Thanh cũng tức sắp nổi khùng, cũng nhịn không được nữa, gào lên một tiếng, đi tới giữa đài cao. Ha ha! Thanh niên Mạt Nhi cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng bay tới trước mặt đối phương. Ngươi là thánh vực bát trọng động hư cảnh sơ kỳ, ta cũng không bắt nạt ngươi, hiện tại áp chế tu vi đến cảnh giới tương đồng. Dầm! Tiếng nói kết thúc, lực lượng đối phương nhanh chóng hạ thấp, thời gian nháy mắt liền tương đồng Lạc Huyền Thanh. Bắt đầu đi! Thấy hắn áp chế tu vi, thân thể Lạc Huyền Thanh vụt qua, vỗ tới một trường. Tạch tạch! Không khí vang lên tiếng sấm nổ. Khí lực mạnh mẽ lập tức lan tràn tới. So với lúc ở Thánh Tử Điện dạy bảo Trương Huyền, thực lực của hắn có tiến bộ lần nữa, mặc dù không đột phá, nhưng cách động hư cảnh trung kỳ không xa. Chương 3059, không bằng để cho ta tới thử xem. 1. Lạc Huyền Thanh không phải đối thủ. Nhìn một màn này ở trong mắt, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Người trẻ tuổi của Đại Nho Đường kia, có thể để cho con quay không gian đứng lên mấy giây. Nói rõ nắm giữ không gian cách phong cấm chân giải đã không xa, Lạc Huyền Thanh còn kém một đoạn dài, lại thêm võ kỹ hai người tu luyện không ở một cấp bậc, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Nhược Hy gật đầu. Trừ tử Bách gia, cường giả vô số, càng nhận được khổng sư truyền thừa, đủ loại võ kỹ mạnh mẽ, nhiều vô số kể, so với tổng bộ danh sư đường chỉ mạnh không yếu, võ kỹ Lạc gia cao minh đến đâu, cũng khẳng định kém xa. Trương Huyền lên tiếng, sau đó tiếp tục nhìn trên đài. Lúc này Mạt Nhi cảm nhận được áp lực, chỉ thấy hắn không có động tác dư thừa, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Dầm! Không gian bốn phía Lạc Huyền Thanh giống như bị phong bế, bất kể dùng sức như thế nào, cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng thi triển công kích, lại tựa hồ như không có chút năng lượng nào tràn ra. Đây là một loại võ kỹ không gian, gọi là phong kính công. Lạc Nhược Hy nhận ra được, nói. Phong kính công! Là phong ấn người ở trong không gian đặc thù, như trong gương. Người soi gương, trong gương công kích, cường đại tới đâu, hung mãnh hơn nữa, cũng không cách nào đột phá mặt kính lao ra, từ đó công kích đến tu luyện giả trước gương. Bộ võ kỹ này, chính là dùng nguyên lý ấy, vận dụng lực lượng không gian, triệt để niêm phong người lại, đừng nói công kích, trốn cũng không thể chạy ra. Vẻ mặt Lạc Nhược Hy nghiêm túc. Tuy kém phong cấm không gian của ngươi, nhưng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quả thực bất phàm, bất quá bị phong cấm trong gương, hắn không công kích được ngươi, ngươi cũng công kích không được hắn a. Trương Huyền nhíu mày. Bộ võ kỹ này nói ra rất lợi hại, nhưng cũng có tai hại rất lớn. Tuy người trong gương không cách nào công kích tu luyện giả trước gương, nhưng tu luyện giả trước gương cũng không cách nào tổn thương người trong kính. Nói cách khác, người phong ấn hắn, nhưng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tốn công vô ích. Phong cấm không gian thì lại khác, giam cầm không gian, người có thể đi lại, coi như giết đối phương cũng dễ như trở bàn tay. Là không công kích được, trừ khi phá hư mặt kính. Bất quá lúc chiến đấu đột nhiên dùng ra, khống chế gương, liền nắm chủ động trong tay quyền, sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Lạc Nhược Hy nói. Này cũng phải. Trương Huyền không có phản bác. Khống chế gương, có thể tùy thời quyết định lúc nào để nó dạn nứt.
cũng có thể quyết định rạn nứt ở đâu, như vậy tấn công liền xuất hiện vô số biến hóa, để người trong kính khó lòng phòng bị, khó mà ngăn cản. Phong kính công này thật không tệ, có điều muốn vây khốn Lạc Huyền Thanh, còn không có dễ dàng như vậy. Cảm xúc xong, Trương Huyền nói tiếp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lạc Huyền Thanh ở trong gương mái tóc bay lên, một cỗ lực lượng đặc thù lan tràn, khí tức cả người như rồng như hổ, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái. Rầm, mặt kính nghiền nát ra. Hắn thiêu đốt huyết mạch. Lạc Nhược Hy nhíu mày. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên có thể thấy được, Lạc Huyền Thanh bị nhốt trong đó, biết đối phương nắm giữ không gian vượt xa bản thân, không kìm nén được vận dụng lực lượng huyết mạch. Mặc dù hắn nắm giữ không gian không bằng đối phương, nhưng lực lượng huyết mạch vận chuyển, mẫn cảm đối với không gian tăng cao, lúc này mới đánh tan mặt kính, công kích tới Mạt Nhi. Ầm ầm, hai trưởng đối đầu, tật phong thổi mạnh, đài cao vỡ vụn, xuất hiện vô số mạng nhện. Lạc Huyền Thanh thua. Chương 3060, không bằng để cho ta tới thử xem. 2. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương lĩnh ngộ không gian mạnh hơn hắn, tu vi cao hơn hắn, võ kỹ càng thêm cường đại, quả thực không có cách nào thắng được. Lạc Nhược Hy cũng cảm xúc một tiếng. Mới nói xong, liền thấy Lạc Huyền Thanh ở trên đài liên tục lui về sau 7-8 bước, phun ra một ngụm máu tươi, cả người không tự chủ được lắc lư một cái, không chịu nổi nữa, đầu tựa vào trên mặt đất. Lão sư, một trưởng đánh bại Lạc Huyền Thanh, Mạt Nhi giống như làm một sự tình không có ý nghĩa, ôm quyền xoay người, trở lại chỗ của mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Huyền Thanh thiếu gia, một vị trưởng lão vội vàng bay về phía trước, cho Lạc Huyền Thanh ăn một viên đan dược, truyền vào chút chân khí, lúc này mới khiến hắn khôi phục chút ít. Bị thương, di chứng kích hoạt huyết mạch, để tứ chi hắn như nhũn ra, không có một chút lực lượng. Ta làm mất tôn nghiêm của gia tộc, xin gia chủ trách phạt. Mặt Lạc Huyền Thanh như giấy trắng, mấy bước đi tới trước mặt cha, quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, chuyện này trách không được ngươi. Lạc Càn Trinh thoáng cái giống như già đi 10 tuổi. Một mực cho rằng Lạc gia bọn họ nhận được truyền thừa, mặc dù phương diện không gian không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng không kém nhiều, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, ở phương diện am hiểu nhất bị người đánh bại, quân lính tan rã. Lấy nhãn lực của hắn có thể thấy được, Mạt Nhi kia thi triển cũng là võ kỹ trên không gian, không phải là những lực lượng khác, thua trận như vậy, không nhận thua cũng không được. Vâng, Lạc Huyền Thanh khuất nhục cúi đầu. Cùng cấp bậc đánh không lại Trương Huyền thì thôi, không nghĩ tới ngay cả những người này cũng đánh không lại. Vốn có loại cảm xúc cao cao tại thượng, giờ phút này toàn bộ hóa thành bọt nước, không dư thừa một chút. Cha, bây giờ nên làm gì? Lạc Huyền Thanh siết chặt nắm đấm, nhịn không được truyền âm hỏi. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là động hư cảnh, nhưng bởi vì huyết mạch tinh thuần, đã được cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất, những người khác dưới 100 tuổi, cho dù tu vi cao hơn hắn, cùng cấp bậc chiến đấu, cũng chưa chắc có thể thắng được. Ngay cả đối chiến người yếu nhất cũng chật vật như vậy, một chút phần thắng cũng không có. Những người khác càng không cần suy nghĩ. Hiện tại, trừ khi muội muội của ngươi ra tay. Lạc Càn Trinh trần chờ một chút nói. Trước mắt Lạc gia nắm giữ không gian lợi hại nhất, không phải người khác, đúng là con gái của mình. Luyện hóa tính không châu, mặc dù không có lĩnh ngộ phong cấm chân giải, nhưng điều khiển không gian so với cái trước chỉ mạnh không yếu. Người Trương gia vừa đi, nàng liền nhốt mình ở trong phòng, không có đi ra. Vẻ mặt Lạc Huyền Thanh ảm đạm. Muội muội dùng tình sâu, làm ca ca có thể cảm thụ được, nhưng bị người ở trước mặt mọi người từ hôn, xoay người cùng một nữ tử khác rời đi. Đả kích thực sự quá lớn, giờ phút này vẫn nhốt ở trong phòng, ra cũng không ra. Gia tộc trong lúc nguy cấp, không cho phép nàng đùa nghịch tiểu tính tình, đi kêu nàng ra đi. Lắc đầu, Lạc Càn Trinh nói. Vâng. Nhẹ gật đầu, Lạc Huyền Thanh đang muốn khởi hành, liền nghe một bên Nam Cung Nguyên Phong cười nhạt một tiếng. Lạc gia chủ, nếu như trong tộc nhân các ngươi, chỉ là loại thực lực này, ta khuyên ngươi đừng để bọn họ đi lên mất mặt, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Không có lợi hại hơn, liền trực tiếp nhận thua đi, như vậy đối với Lạc gia các ngươi, cũng coi như lưu chút mặt mũi. Ngươi, nghe đối phương nói trực tiếp như vậy, Lạc Càn Trinh tức sắp nổ tung, đang muốn phản bác, liền nghe dưới đài có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tỷ thí mà thôi, không bằng. Ngay sau đó, một trung niên khuôn mặt khô héo từ trong đám người chậm rãi bay tới. Để cho ta tới thử xem. Chương 3061, con quay không dừng được. Tên này là ai vậy? Không biết. Chưa thấy qua,
hẳn là con cháu Bàng Chi. Nói thật, trong con cháu Bàng Chi, có chút danh tiếng ta đều quen biết, lạ mặt như vậy, chỉ sợ không quá nổi danh. Đã như vậy, chạy lên làm gì? Ta cũng không biết, có điều nhìn thực lực không kém. Có lẽ có chút cơ hội. Nhìn rõ ràng trung niên đột nhiên xuất hiện, dưới đài xôn xao, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thế hệ trẻ tuổi của gia tộc, có tiếng cơ bản đều biết, vị trước mắt này lại vô cùng lạ mặt, lại không có một cái nhận ra được. Ngươi là... Lạc Càn Trinh cũng sửng sốt một chút, nhíu mày. Tại hạ Lạc Thiên Nhai, là con cháu Bàng Chi của gia tộc, hơn nữa quanh năm không ở trong gia tộc, tộc trưởng không nhận ra cũng rất bình thường. Trương Huyền ôm quyền. Lần này là tới bù đắp áy náy, có cơ hội, tự nhiên phải thay Lạc gia cứu danh dự. Cho nên nghe Nam Cung Nguyên Phong nói như vậy, hắn không có quá nhiều chần chừ, bay thẳng tới. Lạc Thiên Nhai. Lạc Càn Trinh quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão Lạc Khinh Trần, chỉ thấy hắn cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ, từ nơi nào xuất hiện a. Gia tộc truyền thừa vài vạn năm, khai chi tán diệp. Bàng Chi không có gia phả, căn bản kiểm tra không rõ ràng, có lẽ thật có một hậu bối dốc lòng khổ tu như vậy. Lạc Khinh Trần kiểm tra một lát, phát hiện quả thực không nhận ra người trước mắt, xấu hổ cười một tiếng. Gia tộc lớn, liền có chỗ thiếu hụt này, hàng năm không ít con cháu ra ngoài thí luyện, ai cũng không thể bảo đảm có người ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, một khi có dòng dõi, chỉ bằng vào dung mạo, không kiểm tra huyết mạch mà nói, là căn bản điều tra không ra. Rõ ràng đạo lý này, Lạc Càn Trinh có chút bất đắc dĩ nhìn qua. Thiên Nhai, tâm tình muốn vì gia tộc tranh khẩu khí của ngươi, ta có thể lý giải, nhưng bọn họ là cường giả của chư tử Bách gia, tỷ thí là lĩnh ngộ không gian, thực lực mạnh cũng không thể giải quyết vấn đề. Đối với con cháu Bàng Chi, hắn cũng không cảm thấy có thể thắng được đối phương. Lạc Huyền Thanh hạch tâm nhất cũng bại dễ dàng như vậy, những người khác càng không cần nói. Vậy để cho ta thử một chút, ta là con cháu Bàng Chi, coi như thua. Cũng không xấu hổ. Trương Huyền nói. Lạc Càn Trinh lặng im. Đối phương nói không sai, hiện tại đã rất mất mặt, mặc kệ Bàng Chi này thành công hay thất bại, cũng sẽ không hỏng hơn. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp lúc hắn tỉ đấu, chờ con gái tới. Cũng tốt. Lạc Càn Trinh dừng lại một chút, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Nguyên Phong cách đó không xa. Tiền bối, vị Lạc Thiên Nhai này nguyện ý cùng hậu bối của ngươi tỉ thí. Tỉ thí, ngươi để một Bàng Chi cùng chúng ta tỉ thí. Mạt Nhi cười nhạo một tiếng, suýt chút nữa tắt thở. Xem ra Lạc gia này là thua mặt cũng không cần, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Nam Cung Nguyên Phong nhíu mày một cái, vẻ mặt mang theo không vui. Chư tử Nam Cung thị ta, có huyết mạch của Tử Dung cổ thánh, ý tốt tới khiêu chiến, dựa theo quy củ năm đó Khổng Sư quyết định, lấy lễ tiếp đón. Lạc gia ngươi thua không nổi, chẳng lẽ muốn cố ý nhục nhã? Con cháu Hạch Tâm cũng không phải đối thủ, tìm Bàng Chi mình cũng không quen biết. Quá không để người ở trong mắt. Nhục nhã. Lạc Càn Trinh còn chưa kịp nói chuyện, Trương Huyền ở một bên lắc đầu, trên mặt lộ ra khinh thường. Một đám rác rưởi như các ngươi, cũng đáng giá ta nhục nhã. Ngươi, không nghĩ tới bị một Bàng Chi xem thường, Nam Cung Nguyên Phong híp mắt lại. Không dám so thì không dám so, không cần kiếm cớ. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Không biết trời cao đất rộng. Mạt Nhi tức sắp nổ tung. Người chư tử Bách gia bọn họ, đi tới loại thâm sơn cùng cốc này, không kính trọng thì thôi, lại còn nói ra lời này, có biết bản thân có mấy cân trọng lượng hay không? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, Lạc Càn Trinh ở một bên cũng che chán. Cái Bàng Chi này, có phải không biết đối phương đến cùng mạnh cỡ nào hay không? Nếu không, làm sao lại nói ra lời nói khốn nạn như vậy? Không biết xấu hổ giống như Trương Huyền. Lạc Huyền Thanh ở một bên trong lòng hừ một tiếng. Trương Huyền không biết xấu hổ, làm bằng hữu, hắn sâu sắc cảm nhận được, chỉ là người ta không biết xấu hổ, nhưng có thực học, ngươi. Có thể làm không? Muốn cùng ta tỉ thí cũng được, nếu như có thể để cho cái này con quay đứng lên, có thể cho ngươi cơ hội. Tuy tức muốn giết người, nhưng Mạt Nhi vẫn duy trì được bộ dáng cao cao tại thượng của chư tử Bách gia, chỉ con quay cách đó không xa nói. Đứng lên! Nhìn con quay không gian cách đó không xa, cũng không thấy Trương Huyền có động tác gì, gia hỏa một mực nằm yên kia đột nhiên nhảy dựng lên, không ngừng xoay tròn, sợ lười biếng sẽ bị đập chết. Ngươi nói là như thế này. Mạt Nhi giật nảy mình, con mắt trợn tròn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng để con quay đứng lên,
xoay tròn là làm không được, ở đây có thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có lão sư Nam Cung Nguyên Phong. Hơn nữa cũng phải hao phí công phu cực lớn, kẻ trước mắt này, nhìn một cái, liền để nó qua. Làm sao làm được? Nam Cung Nguyên Phong cũng sửng sốt một cái. Vốn không thèm để ý chút nào, cảm thấy đối phương là tới nhục nhã bọn họ, giờ phút này mới hiểu được, bàng chi này bề ngoài thoạt nhìn xấu xí mới thật sự là cao thủ. Không riêng gì hắn, đám người Lạc Càn Trinh, Lạc Huyền Thanh đều ngẩn ngơ, giống như nhìn thấy quỷ. Chẳng lẽ? Trong lòng hơi động, Lạc Càn Trinh nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía đại trưởng lão Lạc Khinh Trần cách đó không xa. Có lẽ vậy, trừ lĩnh ngộ không gian phong cấm, ta thực nghĩ không ra, trong tộc còn có người nào có thể làm con quay không gian này quay nhanh như vậy. Lạc Khinh Trần nhìn không được gật đầu. Chúng ta một mực ở trong con cháu hạch tâm tìm kiếm, không nghĩ tới. Lại là bàng chi. Vẻ mặt của Lạc Càn Trinh kích động. Vốn phải thua, Lạc gia sẽ mất hết thể diện, lại không cách nào ngẩng đầu. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ phong cấm chân giải trước đó một mực tìm không thấy, lại tự mình xuất hiện. Hơn nữa là bàng chi ngay cả đại trưởng lão cũng nhận không ra. Có thể để cho con quay tốc độ cao xoay tròn, Lạc gia thật đúng là tàng long ngọa hổ, xem ra ta cũng nhìn lầm. Hít sâu một hơi, áp chế lại khiếp sợ trong lòng, Nam Cung Nguyên Phong hừ một tiếng, quay đầu dặn dò. Mạt Nhi, ngươi cẩn thận một chút, hắn lĩnh ngộ không gian không kém ngươi chút nào. Vâng, lão sư. Cũng biết người trước mắt này không đơn giản, Mạt Nhi thu lòng khinh thị, lần nữa đi tới giữa sân, ôm quyền khom người. Làm sao tỉ thí, xin mở miệng đi, nếu như chỉ là để con quay đứng thẳng, ta có thể nhận thua. Làm sao tỉ thí? Bàn tay vẫn chắp sau lưng, Trương Huyền không thu hồi, thậm chí ngay cả một chút đề phòng cũng không có, nhàn nhạt nhìn qua. Ngươi, xứng ta ra tay sao? Ngươi, vẻ mặt Mạt Nhi đỏ lên. Để lão gia hỏa kia tới đi, hoặc là, năm người các ngươi cùng tiến lên. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Chương 3062, cho ngươi một giây đồng hồ một. Lão sược, tiểu tử, ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Không biết trời cao đất rộng, có chút thiên phú, đuôi liền vểnh đến bầu trời, xem ra ta có trách nhiệm dạy ngươi đối nhân xử thế. Nghe hắn nói, ba thanh niên ở sau lưng Nam Cung Nguyên Phong đều nổi khùng, từng cái chừng mắt nhìn. Nếu không phải cố kỵ thân phận, khẳng định đều xông lại, xé rách miệng tên này. Còn năm cái cùng tiến lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khổng Thi Giao sao? Lạc Càn Trinh cùng Lạc Huyền Thanh nghe nói như thế khóe miệng đồng thời co quắp, hai mặt nhìn nhau. Vị thiên tài này của gia tộc mình thật là dám nói thẳng khiêu chiến người chư tử bách gia, một chút mặt mũi cũng không lưu lại, lá gan này đã không phải lớn, mà là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Bất quá! Vì sao sau khi nghe, cảm thấy thoải mái như thế nhỉ? Khiêm tốn, ngàn vạn lần không thể cười ra tiếng. Nếu không sẽ rất xấu hổ a hát. Trước kia người chư tử bách gia cũng xuất hiện qua ở danh sư đại lục, nhưng từ trước tới nay không dám chính diện chống lại. Mà bây giờ, ở trong giọng nói của gia hỏa kia, đối phương mới là nông thôn đến. Cho người ta một loại cảm giác chư tử bách gia chẳng là cái gì. Nói rất hay. Vừa rồi các ngươi không phải rất hung hăng sao? XXX con mẹ hắn, đây mới là khí phách Lạc gia chúng ta nên có. Ngày hôm nay nếu có loại thái độ này, Trương Huyền kia còn dám từ hôn. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Bọn họ rung động, dưới đài rất nhiều tử đệ gia tộc hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Chịu một ngày uất ức, giờ phút này rốt cục có thể phóng thích. Tỷ thí, không phải tranh miệng lưỡi. Hy vọng ngươi có thể có thực lực xứng với mồm miệng lanh lợi. Khuôn mặt Nam Cung Nguyên Phong tái mét, hất ống tay áo, ngẩng đầu nhìn tới. Có thể để cho con quay không gian một mực xoay tròn, nói rõ lĩnh ngộ không gian đã đạt đến cảnh giới thứ tư. Loại thực lực này, tỉ thí con quay đứng thẳng mà nói, Mạt Nhi quả thực không phải là đối thủ, cụ thể loại tỉ thí nào, ngươi trước thời hạn nói ra đi, không cần thiết đến lúc đó thua, trách chư tử bách ra chúng ta bắt nạt người. Cũng đúng, không thể bắt nạt các ngươi, tỉ thí con quay này không có ý nghĩa gì. Ta giống như Lạc Huyền Thanh, cũng so sức chiến đấu. Trương Huyền thản nhiên nói. Con quay đứng thẳng mà thôi, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể để cho cái đồ chơi này xoay tròn mấy ngày không ngã, như vậy không quá phù hợp thân phận, đã muốn đánh mặt, đương nhiên phải đánh bọn họ đầu óc choáng váng mới được. Tỷ thí sức chiến đấu, ngươi xác định. Nam Cung Nguyên Phong còn chưa kịp nói chuyện, một bên con mắt của Mạt Nhi nhất thời híp lại.
hắn hiểu không gian không bằng đối phương, nhưng thân là siêu cấp thiên tài của Đại Nho Đường, đủ loại võ kỹ học không biết bao nhiêu, tu vi cũng cao hơn đối phương, chiến đấu muốn thắng được. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vừa vặn có thể dạy bảo tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thoáng cái, dạy hắn làm người như thế nào. Xác định, động thủ đi. Trương Huyền mỉm cười. Rất tốt, đã như vậy, ta cũng không bắt nạt ngươi, áp chế tu vi đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Mạt Nhi cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, thời gian nháy mắt giống như hắn, biến thành thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Làm xong những thứ này, nắm đấm siết chặt, bàn chân đạp mạnh, liền muốn xông lại. Mạt Nhi, thời điểm động thủ hơi nắm chắc chừng mực, không cần thiết tổn thương tình cảm. Bên tai truyền đến thanh âm của Nam Cung Nguyên Phong. Lão sư yên tâm, ta biết. Mạt Nhi nhướng mày, thân ảnh thời gian nháy mắt liền hóa thành một đạo sóng khí, biến mất tại chỗ. Người đâu? Làm sao không nhìn thấy? Chương 3063, cho ngươi một giây đồng hồ 2. Dưới đài xôn xao. Lúc này, hiển nhiên so với vừa rồi chiến đấu cùng Lạc Huyền Thanh, thi triển ra lực lượng mạnh hơn, vừa ra tay liền mất đi tung tích, trên đài giống tuếch, hình như chỉ còn Trương Huyền. Là một loại võ kỹ không gian đặc thù, mượn nhờ không gian vặn vẹo, ẩn giấu ở bốn phía, làm cho không người nào có thể phát hiện. Khuôn mặt Lạc Càn Trinh trầm xuống. Xem ra lúc gia hỏa này chiến đấu với con của hắn còn nương tay, không nói cái khác, một khi thi triển chiêu này, đừng nói nhi tử, ngay cả hắn ở cùng cấp bậc có thể chống nổi một chiêu hay không cũng chưa biết chừng. Mượn nhờ không gian vặn vẹo. Lạc Huyền Thanh không hiểu rõ, mặt mũi mê man. Ánh sáng ở trên không trung là một đường thẳng, người nhìn đồ vật cũng như vậy, hắn lợi dụng loại đặc tính này của không gian, vặn vẹo không gian xung quanh, ánh sáng dọc theo không gian vặn vẹo đi lại, nhưng rơi vào trong mắt chúng ta, vẫn là một đường thẳng như thế. Thần thức cũng không thể phát giác, loại thủ đoạn ẩn nấp này, tuy không thể duy trì thời gian quá dài, nhưng thời điểm chiến đấu, chớp mắt bách biến, làm cho không người nào có thể phát giác, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lạc Càn Trinh vội vàng giải thích. Cái này, nói như vậy, vị thiên tài này của gia tộc chúng ta, không có khả năng chiến thắng. Khuôn mặt Lạc Huyền Thanh tái đi. Tìm không thấy người, còn đánh thế nào? Cơ hội chiến thắng có lẽ có, nhưng cực kỳ xa vời. Lạc Càn Trinh lắc đầu, đang cảm xúc, chỉ thấy Lạc Thiên Nhai ở trên đài nhíu mày, mặt mũi không vui. Nhảy cái gì nhảy, làm ta có chút chóng mặt. Nói xong, bàn tay duỗi ra, quất tới không khí. Đùng. Một tiếng thanh thúy vang lên, địa phương nguyên bản không có vật gì trong nháy mắt gạt ra một bóng người, nặng nề ngã xuống đất, đầu cắm ở bên bờ lôi đài, mặt đầy máu tươi, té xỉu trên đất. Mạt Nhi. Mạt sư đệ. Nhìn thấy tên này nằm trên mặt đất, trong hôn mê đùi co co, giống như điện giật, Nam Cung Nguyên Phong cùng ba người khác, tất cả đều biến sắc. Mạt Nhi ẩn giấu ở trong hư không, xem như bọn họ cũng rất khó nhìn ra, đối phương đứng tại chỗ bất động, một tay quất bay, đến cùng làm sao làm được. Lạc Càn Trinh cũng câm tại nguyên chỗ, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mới vừa rồi nói thắng hy vọng rất xa vời, kết quả cường giả của chư tử Bách Gia bị đánh không rõ sống chết. Lạc Thiên Nhai kia cũng quá đáng sợ đi. Ba thanh niên cho Mạt Nhi nuốt vào đan dược. Lúc này người sau mới chậm rãi tỉnh lại, hai mắt đờ đẫn nhìn trên không, có loại cảm giác muốn chết. Xem ra đến bây giờ hắn cũng không thể hiểu, đối phương đến cùng làm sao phát hiện, lại làm sao đánh hắn từ trong không gian vặn vẹo ra. Lão sư, ta nguyện ý cùng hắn tỉ thí. Biết hắn bị đả kích quá lớn, cần chậm lại một đoạn thời gian, trong ba người, một thanh niên khác đi ra, ôm quyền khom người. Cũng tốt. Nhìn thấy Trương Huyền một tay đánh bay người. Nam Cung Nguyên Phong cũng siết chặt nắm đấm, giờ phút này thấy thanh niên đi ra, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Người này thực lực quái dị, cẩn thận một chút. Nếu như nói vừa rồi cảm thấy không quan trọng, vừa ra tay, đã biết thực lực, cho dù là hắn cũng không dám thở ơ. Lão sư yên tâm. Thanh niên nhẹ gật đầu, ánh mắt run lên, đi tới đối diện Trương Huyền. Ta nguyện ý cùng ngươi tỉ thí, không biết có dám nghênh chiến hay không? Ngươi! Vẻ mặt Trương Huyền tiếc hận. Ta nói qua, cho 5 người các ngươi cùng tiến lên, nếu không, chỉ có phần bị đánh. Như vậy đi, ta cũng không bắt nạt người, cho ngươi một giây thời gian, ngươi có thể tùy ý tấn công, ta không đánh trả. Chương 3064, dùng ra toàn lực 1. Nghe nói như thế, thân thể thanh niên vụt qua, lửa giận từ từ xuất hiện, tùy thời sẽ bùng nổ.
Cùng tên này nói nhiều một câu, cũng cảm thấy sẽ tức chết tại chỗ. Tu vi đạt tới cấp bậc như bọn họ, đừng nói một giây, xem như một phần 10 giây, cũng có thể phân ra sinh tử, cho hắn một giây, tùy ý tấn công, không đánh trả. Quả thực chính là trần trụi miệt thị. Không cần, có bản lĩnh liền phát huy ra thực lực mạnh nhất của ngươi, để ta nhìn một chút, đến cùng có thực lực gì. Thanh niên cắn răng. Ngươi xác định. Trương Huyền nghi ngờ. Ta xác định, ta cũng không giống như Nam Cung Mạt, chỉ thi triển thân pháp, bị ngươi được như ý, ta sẽ thi triển ra thực lực mạnh nhất, để ngươi biết, ngươi chưa tử bách ra không thể sỉ nhục. Ầm ầm. Trong tiếng gầm gừ, khí tức trên người thanh niên trực tiếp bay lên, tuy áp chế đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giống như đại thánh, cực kỳ mạnh mẽ, không thể xâm phạm. Đã như vậy, vậy ta bắt đầu. Thấy bộ dáng của hắn, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, ta cũng bắt đầu. Bàn tay nâng lên, thanh niên đang muốn tiến hành công kích, liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó ngực đau đớn kịch liệt. Tạch tạch, tạch tạch. Xương sườn gãy mất mấy cái, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nặng nề nằm dạp trên mặt đất, mắt tối sầm lại, cũng hôn mê bất tỉnh, giống như Mạt Nhi trước đó, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, như bị kinh phong. Cái này, là ngươi bảo ta không cần nhường ngươi, trực tiếp xuất thủ. Nhìn hắn nằm trên mặt đất, không biết sống chết, Trương Huyền bất đắc dĩ xòe bàn tay ra, mặt mũi vô tội. Các ngươi đều nghe được, hắn nói không cần ta nhường hắn một giây. Người chưa tử bách ra là không thể sỉ nhục, nhưng thỉnh thoảng sỉ nhục một chút cũng không sao, bởi vì về sau các ngươi sẽ quen. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy thanh niên ra tay, một chiêu cũng không tiếp được, càng nói ra lời này, hai thanh niên còn lại đồng loạt đi ra, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra đối phương. Sỉ nhục chưa tử bách ra chúng ta, ngươi vẫn là người đầu tiên của danh sư đại lục từ trước tới nay. Lạc Thiên Nhai đúng không? Có dám cùng hai người chúng ta chiến một trận hay không? Hai cái thanh niên đứng ở hai bên Trương Huyền, ánh mắt tựa như sắp bùng cháy. Hai cái cùng tới cũng tốt, tiết kiệm ra tay hai lần, nói thật, ta cũng rất mệt mỏi. Trương Huyền vịn cằm, nhẹ gật đầu. Mệt, mệt em gái ngươi a hát, tổng cộng ra một quyền, một cước, cũng kêu mệt. Khóe miệng của hai thanh niên co giật. Một tay quất bay Mạt Nhi, một cước đạp bay một vị khác. Đây con mẹ nó cũng kêu mệt, có thể cần chút mặt không? Loại thái độ vô sỉ, này, tại sao ta cảm giác hình như gặp qua? Lạc Huyền Thanh sửng sốt một chút, có điều sau đó lắc đầu, lần nữa nhìn về phía đài cao. Hai vị này rõ ràng mạnh hơn hai người trước, liên thủ xem như hắn có lòng tin với Lạc Thiên Nhai, cũng kìm lòng không được tràn đầy lo lắng. Các ngươi đi xuống đi. Ngay thời điểm chiến đấu hết sức căng thẳng, một thanh âm vang lên. Hai vị thanh niên vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy lão sư đứng dậy. Lão sư, vị bằng hữu này, không chỉ lĩnh ngộ không gian cảnh giới thứ tư, tu vi càng kinh người, cùng cấp bậc có thể xưng vô địch. Cho dù các ngươi liên thủ, cũng không địch nổi. Sắc mặt Nam Cung Nguyên Phong nghiêm túc nhìn qua. Bàng Chi Lạc gia đột nhiên xuất hiện này, tuy bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực chân chính để hắn kinh tâm. Vãn bối có thể được mình mang tới, tự nhiên cũng là tuyển gia ưu tú nhất. Mặc dù kém tồn tại ở trên đại nho thiên bảng, địa bảng rất nhiều, nhưng so với một chút danh sư, thậm chí chiến sư đỉnh phong, cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu. Chương 3065, dùng ra toàn lực 2. Dù vậy cũng bị đánh bại dễ dàng, thực lực kẻ trước mắt này, đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hai hậu bối của mình, cho dù vượt qua hai người Nam Cung Mạt, nhưng chân chính đi lên cũng không cách nào thắng được. Nhưng hắn nhục chưa tử bách ra ta. Nghe lão sư nói bọn họ không thể chiến thắng, hai thanh niên siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn sắp vỡ vụn. Chư tử bách gia cao cao tại thượng, dựa vào là thực lực, không phải là mấy câu liền có thể sỉ nhục, cũng không phải vài câu, liền có thể thổi phồng. Nam Cung Nguyên Phong hừ một tiếng, không tiếp tục giải thích, mà ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trương Huyền. Vốn lấy thân phận của ta, không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đồ vật này, chư tử bách gia ta tình thế bắt buộc. Nếu không ta trở về, nhất định sẽ bị trừng phạt. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi tỉ thí, ngươi có dám tiếp không? Ầm ầm. Nói xong, lực lượng trên người xông thẳng lên trời, không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo, hình như bầu trời cũng bị lực lượng trùng kích rớt xuống. Đại thánh đỉnh phong nhất, bất hủ cảnh, tương xứng với bốn dị linh tộc kia. Ta vừa rồi đã nói, ngươi tới so, đi ra sớm một chút không phải tốt sao?
Trương Huyền ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Áp chế tu vi ngang nhau, Long Cốt Thần Thương cũng không phải đối thủ, mặc dù mấy thanh niên này không yếu, nhưng vẫn kém rất lớn, Nam Cung Nguyên Phong có lẽ có thể để cho hắn đánh ra chút tinh thần. Vậy thì tốt. Nam Cung Nguyên Phong hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng hạ xuống, thời gian nháy mắt giống như Trương Huyền, đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Lấy thực lực như hắn, khiêu chiến một thánh vực cửu trọng, quả thực mất tôn nghiêm. Nhưng truyền thế thiên phù, nhất định phải đạt được, đây là nhiệm vụ chư tử bách ra cho, thật muốn tay không quay về, coi như hắn là hậu nhân của cổ thánh, cũng đảm đương không nổi. Xin mời. Lật bàn tay một cái. Nam Cung Nguyên Phong tập trung tinh thần nhìn về phía Trương Huyền. Thực lực đối phương thông qua hai trận chiến vừa rồi đã nhìn ra, cho dù là hắn, đè thấp tu vi, muốn thắng được cũng rất khó, khẳng định phải dùng ra toàn lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, vừa rồi đối phương cùng đám người Nam Cung Mạt chiến đấu, vận dụng lực lượng cường đại nhất. Nghĩ đến đây, hắn kìm nén không được. Mong Thiên Nhai huynh dùng ra toàn lực cùng ta đối chiến. Dùng toàn lực. Trương Huyền nhíu mày, có chút khó khăn. Ngươi xác định, chiến đấu với Long Cốt Thần Thương, cũng không có dùng ra toàn lực, dùng toàn lực với hắn, thật có thể chịu được. Đương nhiên, ta thân là hậu nhân của Tử Dung Cổ Thánh, coi như thực lực không đủ, tôn nghiêm vẫn phải có. Hy vọng ngươi có thể tác thành. Nam Cung Nguyên Phong ôm quyền. Đường đường lão sư của Đại Nho Đường, hậu nhân Cổ Thánh, đè thấp tu vi cũng bị người khác nhường, coi như trở lại chư tử bách gia. Cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Cái này, cũng được. Thấy thái độ của hắn nghiêm túc, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị thi triển toàn lực. Tới đi, để ta nhìn một chút, siêu cấp cường giả lĩnh ngộ được cảnh giới không gian thứ tư của danh sư đại lục, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nam Cung Nguyên Phong khí phách đầy trời, chân khí trong cơ thể sao động, hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, liền nghe một đệ tử ở sau lưng thanh âm dồn dập vang lên. Lão sư, cẩn thận. Bù. Còn không có kịp phản ứng, Nam Cung Nguyên Phong liền cảm thấy trên người tê dần, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi về phía sau, nguyên bản kiến trúc lạc ra to lớn, biến thành một chấm đen nhỏ, dần dần biến mất ở trong tầm mắt, không nhìn thấy gì nữa. PS, này thì toàn lực. Chương 3066, xin làm gia chủ của chúng ta. Phốc. Cho tới giờ khắc này, mới phát giác được toàn thân dã rời. Trong cơ thể có lực lượng không ngừng quanh quẩn, cảm thấy cả người muốn nổ tung. Không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, biết bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, Nam Cung Nguyên Phong cũng không tiếp tục áp chế lực lượng trong cơ thể. Ầm ầm, kiến thần bất hoại, kim thân, tâm huyết lai triều. Một cái nháy mắt, tu vi triệt để khôi phục, lần nữa đạt đến bất hủ cảnh, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lúc này mới ổn định thân hình ở trên không trung, vẻ mặt trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy mình đã bay ra không biết bao xa, lạc ra chiếm diện tích mấy trăm cây số, đã không nhìn thấy. Đây là, bay ra mấy vạn cây số. Khóe miệng nhịn không được run rẩy, trong đầu mê man. Mới vừa nói chiến đấu, để đối phương ra tay toàn lực. Tuy làm xong chuẩn bị có thể sẽ bại, nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến bại nhanh như vậy, một quyền bị đánh ra xa như vậy. Loại lực lượng này. Xem như cường giả kiến thần bất hoại đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể làm được. Một thánh vực cửu trọng. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Khó trách muốn năm người chúng ta lên một lượt, cùng tiến lên, cùng cấp bậc cũng không phải đối thủ. Thân thể run một cái, lúc này Nam Cung Nguyên Phong mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt giải phong tu vi, khôi phục lại bất hủ cảnh, lực lượng của đối phương ở lại trong cơ thể hắn, rất dễ dàng có thể chấn hắn nổ thành bột phấn. Mấu chốt nhất là, nếu đối phương không phải dùng loại lực lượng này, mà vọt thẳng tới giết, coi như thân thể đạt đến bất hủ, cũng sẽ bị một quyền xuyên thấu, bỏ mình tại chỗ. Đáng sợ, tại sao có thể có thánh vực cửu trọng đỉnh phong mạnh như vậy? Chỉ sợ không kém Khổng Thi Giao, không nghĩ tới danh sư đại lục còn có nhân tài như vậy. Nhịn không được cảm xúc, đồng thời vẻ mặt ảm đạm. Chỉ một quyền là hắn biết, không cần tiếp tục so nữa, đã thua, trở về nhất định bị trừng phạt. Nhưng cũng hết cách rồi, thua thì thua, để hắn đường đường hậu nhân cổ thánh đi cứng rắn cướp, thật đúng là làm không được. Trở về. Trong lòng có quyết định, không còn xoắn suýt nữa, thân thể vụt qua, thẳng tắp bay về phía Lạc Gia. Ngươi còn cam lòng trở về a hát. Vừa tới quảng trường, chỉ thấy Lạc Thiên Nhai vừa rồi ra tay với hắn, đang ngồi ở chỗ ngồi trước đó của hắn,
trước mặt là một cái lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa giải thích. Chờ nửa ngày không thấy trở về, có chút đói bụng, nên ăn một chút, có muốn ăn chung không? Nam Cung Nguyên Phong thấy ngực đau. Không phải là bị đánh, mà là nghẹn. Hắn có thể thấy được, đối phương ăn lẩu ở lúc này, tuyệt đối là cố ý, đường đường cao thủ đại nho đường của chư tử Bách Gia, tới khiêu chiến một gia tộc ở danh sư đại lục, bị một quyền đánh bay. Suýt chút nữa không có bay trở về, để người ta ăn lẩu chờ. Truyền đi cũng không cần sống. Nam Cung Nguyên Phong ta thua tâm phục khẩu phục, cáo từ. Biết ở tiếp, sẽ càng ngày càng mất mặt, Nam Cung Nguyên Phong nhìn không được nữa, thu con quay không gian về, ôm quyền, sau đó nói với bốn học sinh. Chúng ta đi. Nói xong bay ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mắt. Đi. Chúng ta chiến thắng chư tử Bách Gia. Thiên nhai vạn tuế. Thiên nhai, ta quá tôn sùng ngươi, ngươi là thần tượng của ta muốn sinh con cho ngươi. Thiên nhai, ngươi là người vĩ đại nhất trên thế giới, ta là luyện khí sư của gia tộc, ta muốn rèn đúc vũ khí cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dưới đài gieo hò, toàn bộ Lạc Gia trong nháy mắt sôi trào. Vốn cho rằng lần này chư tử Bách Gia khiêu chiến, Lạc Gia bọn họ sẽ giống như buổi sáng, mặt mũi mất hết, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lạc Thiên nhai nhờ vào sức một người. Ngăn cơn sóng dữ, không chỉ giúp gia tộc xả giận, còn đánh chư tử Bách Gia không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt, vị con cháu Bàng Chi trước đó chưa hề có người thấy, thành công thần lớn nhất Lạc Gia, thần tượng của tất cả mọi người. Cái này, ngắm nhìn bốn phía, thấy người Lạc Gia cảm kích, nhân tâm ngưng tụ trước nay chưa có, trong lòng Trương Huyền tràn đầy cảm xúc. Buổi sáng hắn cưỡng ép từ hôn, tạo thành đả kích rất lớn cho đối phương, hiện tại đã triệt để khôi phục lại. Cảm ơn Thiên Nhai huynh, xuất thủ cứu gia tộc ở trong nguy nan. Lạc Càn Trinh tiến về phía trước một bước, vẫy tay một cái, trường kiếm của Tử Dung Cổ Thánh bay tới. Đây là tiền đặt cược của Nam Cung Nguyên Phong, chỉ có ngươi mới có tư cách sử dụng. Trương Huyền sững sờ. Hắn ra tay trợ giúp Lạc Gia, chỉ là bù đắp áy náy, không có ý tứ lấy đồ vật của đối phương, dừng lại một chút, sau đó khoát tay áo. Đây là một con cháu Lạc Gia nên làm, không tính là gì. Nhận lấy đi, người cứu vãn gia tộc, để tộc nhân ngưng tụ trước nay chưa có, chỉ có nhận lấy, mọi người mới cảm thấy đương nhiên. Lạc Khinh Trần cũng tới trước mặt, mỉm cười. Cái này, cũng được. Thấy đối phương khăng khăng muốn đưa, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy. Có long cốt thần thương, có chuôi kiếm này hay không cũng không tính là gì, có điều đưa cho Triệu Nhã mà nói, vừa vặn có thể để cho thực lực nàng tăng lên. Đoán không sai, buổi trưa các tiền bối trong từ đường chấn động, tổ tiên công nhận hẳn là ngươi. Thấy hắn nhận lấy trường kiếm, Lạc Càn Trinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại. Tiền bối chấn động, tổ tiên công nhận. Trương Huyền nghi ngờ. Ngươi là con cháu Bàng Chi, không biết cũng rất bình thường, Lạc Gia lấy không gian phong cấm chân giải lập nghiệp. Chỉ cần có người lĩnh ngộ loại chân giải này, thì có thể nhận được tiên tổ đồng ý, bài vị tổ tiên thần phục. Lạc Càn Trinh giải thích một câu. Hẳn là ta. Trương Huyền giật mình. Buổi sáng rời Lạc Gia, hắn cùng Lạc Nhược Hy đi Bạch Khê Sơn, tính toán thời gian, hẳn là buổi trưa lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải. Người lĩnh ngộ phong cấm chân giải, liền có tư cách làm Lạc Gia gia chủ. Lạc Càn Trinh giải thích xong, ôm quyền nói. Mong Thiên Nhai huynh có thể chủ trì đại cục, dẫn đầu Lạc Gia chúng ta đi về phía mạnh hơn. Làm gia chủ, này làm sao làm? Còn tưởng rằng chuyện gì, nghe được là cái này. Trương Huyền giật nảy mình. Hắn căn bản không phải người Lạc Gia, làm gia chủ gì chứ? Lạc Gia nhục nhã, bị Trương gia tiểu thiên tài ở trước mặt mọi người từ hôn, rất mất thể diện, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có uy tín cùng năng lực, làm cho tất cả mọi người lần nữa ngưng tụ, khôi phục lòng tin. Cứu Lạc Gia không bị chế giễu, mong không nên chối từ. Lạc Càn Trinh ôm quyền khom người. Xin làm Lạc Gia gia chủ, không nên chối từ. Rất nhiều trưởng lão cũng đồng thời cúi người. Cái này, Trương Huyền phát điên. Hắn thật sự chỉ là tới bù đắp mắc nợ, lại bắt mình làm gia chủ. Chuyện này là sao, còn có thiên lý ư, còn có công đạo ư. Chẳng lẽ quá mức ưu tú, thật được hoan nghênh như thế, bất đắc dĩ như thế. Sớm biết như vậy, biểu hiện phổ thông một chút là được, chỉ là phải làm sao mới có thể biểu hiện bình thường. Ta là thật không hiểu lắm, không quá biết a hát. Ai có thể dạy ta một chút, thật hao tổn tâm trí. Chương 3067, Trương Huyền là người Lạc Gia. 1. Mặt mũi Trương Huyền phát điên,
nhịn không được nhìn về phía Lạc Nhược Hy, lại thấy nàng cười nhẹ nhàng, một bộ bản thân làm ra sự tình, tự mình giải quyết, tự làm tự chịu. Thấy nàng như vậy, biết không đáng tin cậy, Trương Huyền đành phải bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Càn Trinh cùng tất cả trưởng lão. Chư vị tâm tình, ta có thể lý giải, nhưng con người của ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, làm gia chủ, thực sự không thích hợp. Thiên Nhai huynh, không cần lo lắng, Lạc gia quản lý cùng tất cả việc vặt vãnh, có thể giao cho ta cùng Khinh Trần đại trưởng lão, ngươi chỉ cần vung cánh tay lên hô, lúc Lạc gia gặp nguy hiểm, hoặc là ở thời khắc quan trọng xuất hiện, tụ nhân tâm là được, thời gian khác, hoàn toàn có thể du sơn ngoạn thủy, bế quan tu luyện. Lạc Càn Trinh vội vàng nói, hiện tại Lạc gia bị từ hôn, mất hết mặt mũi, nhu cầu cấp bách một vị cường giả chân chính dẫn đầu. Vị cường giả này khuất nhục chư tử Bách gia, do hắn làm gia chủ, vừa vặn có thể làm tuyên truyền, mạnh mẽ đánh mặt Trương gia, làm cho tất cả mọi người đều biết, Lạc gia cũng không phải là dựa vào Thông gia, mà có thực lực chân chính. Ta thấy như vậy cũng chối từ không hết, Trương Huyền đành phải tế ra đòn sát thủ. Ta tuy họ Lạc, nhưng quá mức bàng chi, huyết mạch cực kỳ mỏng manh, thậm chí có khả năng giống như người bình thường, bảo ta làm gia chủ, trên huyết mạch có chút không hợp. Cái này đơn giản, đại trưởng lão, lấy huyết mạch luân tới, cung thỉnh Thiên Nhai huynh kiểm nghiệm huyết mạch. Lạc Càn Trinh quay đầu nói. Kiểm nghiệm huyết mạch. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trước thời hạn nói, nếu như huyết mạch của ta quá mức mỏng manh, vị trí gia chủ đừng vội nhắc lại. Hắn cùng Lạc gia nửa xu quan hệ cũng không có, huyết mạch tự nhiên kiểm nghiệm không ra, trước thời hạn dự phòng tốt, đến lúc đó cái gọi là tộc trưởng liền có thể từ chối. Tốt. Lạc Càn Trinh gật đầu. Nếu như huyết mạch đối phương thật mỏng manh không đáng kể, cũng chỉ có thể thông gia, để tiểu công chúa gả cho đối phương. Nói cách khác, bất kể như thế nào, ngày hôm nay vị Lạc Thiên Nhai lĩnh ngộ phong cấm chân giải này, nhất định phải lên làm tộc trưởng, nếu không Lạc gia thật sự ở trong tay hắn xuống dốc không phanh. Nghe được dặn dò, Lạc Khinh Trần vội vã xoay người, thời gian không dài bay về, bàn tay run lên, một cái đồ vật giống như la bàn lơ lửng ở trên đài cao. Đây là huyết mạch luân mà Lạc gia dùng kiểm nghiệm huyết mạch, chia làm 10 đẳng cấp, cũng chính là từ 1 đến 10, một đại biểu ẩn chứa 1 phần 10 huyết mạch tiên tổ, 10 đại biểu huyết mạch tinh thuần giống như tiên tổ. Bình thường con cháu hạch tâm, phải nắm giữ 3 trở lên, đệ tử phổ thông cũng cần 1 trở lên. Thấp hơn số này, thì không có cách nào ở chủ gia, phân phối đến bảng chi, tự sinh tự diệt. Lạc Khinh Trần ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt mang theo trông đợi. Thiên Nhai huynh, mặc dù là con cháu bảng chi, nhưng có thể một thân một mình lĩnh ngộ phong cấm chân giải, thiên tư mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim. Chỉ cần huyết mạch vượt qua 1, liền có thể làm gia chủ, bất kỳ người nào cũng không có dị nghị. Vượt qua 1. Không nghĩ tới huyết mạch còn có phân chia tỉ mỉ như vậy, khó trách lúc trước hắn còn chưa ra đời liền bị xác định thiên tài vô thượng nhất Trương gia, chỉ sợ huyết mạch ít nhất vượt qua 8 hoặc 9, thậm chí đến gần 10 vô hạn. Vâng. Chỉ cần Thiên Nhai huynh nhỏ huyết dịch lên, kim đồng hồ phía trên sẽ xuất hiện thay đổi. Lạc Khinh Trần vội vàng nói. Tốt, huyết mạch ta mỏng manh, có thể bỏ qua không tính, các ngươi đã có thứ này. Như vậy cho các ngươi hết hy vọng. Trương Huyền mỉm cười. Chỉ có ẩn chứa huyết mạch, mới có thể có khắc độ, huyết mạch của hắn cùng đối phương tám xào tre cũng kéo không tới quan hệ, tự nhiên không cần lo lắng. Hô, ngón tay búng một cái. Một giọt máu thẳng tắp bay về phía huyết mạch luân, nhẹ nhàng rơi vào chính giữa lỗ khảm. Ông, chương 3068, Trương Huyền là người Lạc gia. 2. Một tiếng thanh thúy vang lên, ngay sau đó giọt máu này thiêu đốt, kim đồng hồ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như nhận lấy cái gì cảm ứng, bỗng nhiên xoay tròn. Kẹt kẹt, kim đồng hồ ngừng lại, chỉ một con số, 9. Sao lại là 9, huyết mạch luân này nhất định là hỏng. Trương Huyền giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, suýt chút nữa điên rồi. Hắn là người Trương gia, làm sao huyết mạch không có đo lường ra, lại có huyết mạch Lạc gia, hơn nữa còn cao như vậy. Chẳng lẽ, thân phận chân thật của mình không phải Trương gia tiểu thiên tài, mà là ca ca của Lạc Thất Thất? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn bên này mặt mũi phát điên, Lạc Càn Trinh cùng đám người Lạc Khuynh Thành tràn đầy khẩn trương đồng thời cứng đờ, ngay sau đó điên cuồng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Độ tinh thuần huyết mạch là 9, liền đại biểu, vị trước mắt này không chỉ là người Lạc gia, càng trọng yếu nhất là, thậm chí vượt xa bọn họ. Khó trách có thể lĩnh ngộ phong cấm chân giải, coi như không có loại năng lực này, chỉ là huyết mạch cũng có tư cách làm gia chủ.
Cung nghênh gia chủ. Không kìm nén được nữa, vội vàng ôm quyền khom người. Cung nghênh gia chủ. Các trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ gối. Trước đó muốn nói là bị bức ép bất đắc dĩ, nhất định để vị này làm gia chủ, nhưng bây giờ, nắm giữ huyết thống tinh thuần như thế, không cho hắn làm cũng không được. Ta thật sự là bàng chi, bé nhỏ không đáng kể. Trương Huyền hồn bay phách lạc. Thiên nhai huynh không cần khiêm tốn, huyết mạch truyền thừa, cũng không phải nghiêm ngặt dựa theo hạch tâm, bàng chi, nhất mạch truyền thừa, có ít người tuy hạch tâm, nhưng sau khi sinh mỏng manh có thể bỏ qua không tính, có ít người là bàng chi, nhưng có thể phản tổ, tinh thuần để cho người ta khiếp sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia tộc hàng năm đều cần lần nữa kiểm nghiệm huyết mạch, chân tuyển người mới. Tuy ngươi là bàng chi, nhưng có loại huyết mạch tinh thuần này, nhất định là cái sau. Thấy hắn như vậy, Lạc Càn Trinh còn tưởng rằng là quá mức vui vẻ, cười giải thích. Huyết mạch truyền thừa, cũng không phải tuân thủ quy luật di truyền một cách nghiêm chỉnh, có ít người sẽ có hiện tượng phản tổ, cũng có chút người vượt di truyền xa xôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vị trước mắt này, thân là bàng chi, lại nắm giữ huyết mạch tinh thuần ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không thể với tới. Loại tình huống này, trước kia cũng đã gặp qua, có sử sách đối chiếu, có dấu vết lần theo, cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Huyết mạch đã xác định, lại lĩnh ngộ không gian chân giải, thiên nhai huynh không cần thiết từ chối nữa. Đúng vậy, lại không thể từ chối, Lạc gia cần ngươi tỏa chấn. Hiện tại chỉ có ngươi, mới có thể ổn định nhân tâm Lạc gia. Nếu như ngươi không đáp ứng, Lạc gia thật sẽ suy yếu, chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân gia tộc. Tất cả trưởng lão cũng vội vàng mở miệng. Trương Huyền nắm tóc, đồng ý kiểm nghiệm huyết mạch, chỉ vì thuận tiện cự tuyệt, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lần này không những cự tuyệt không được, còn thành chứng cứ mạnh mẽ. Ta, lần này tới, là muốn truyền thụ phương pháp lĩnh ngộ chân giải ra ngoài, không phải là vì quyền thế. Trương Huyền nhẫn nhịn nửa ngày, không thể làm gì khác hơn nói. Lạc Huyền Thanh bái kiến lão sư. Tiếng nói mới vừa kết thúc, liền nghe thanh âm phù phù vang lên, Lạc Huyền Thanh quỳ gối trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. A hát, Trương Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi ngây người. Nói ta nhanh, người còn nhanh hơn ta. Trực tiếp bái sư, thật được sao? Chương 3069, lần nữa làm tộc trưởng một. Không biết như thế nào cho phải, Trương Huyền đành phải tiến về phía trước một bước, đỡ lấy đối phương. Không cần khách khí như thế, chúng ta có thể làm bằng hữu. Từ khi biết Lạc Huyền Thanh, liền rất hợp khẩu vị, tuy cuối cùng không trở thành anh vợ của hắn, biến thành huynh trưởng của Lạc Thất Thất. Thế nhưng chưa hề sửa đổi sơ tâm. Coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn bái sư. Trương gia Trương Huyền, nhục tôn nghiêm Lạc gia ta, hại muội muội ta đau lòng, ta cùng hắn không đội trời chung. Nhưng thực lực của hắn ngày càng tăng cường, ta đã không đuổi theo kịp, mong lão sư truyền ta phương pháp lĩnh ngộ phong cấm chân giải. Sau khi học thành, báo thù rửa hận, không giết tiện nhân, thất phu kia, ta thể không làm người. Lạc Huyền Thanh nghiến răng nghiến lợi, cũng không đứng dậy. Mắt Trương Huyền tối sầm lại. Lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngất đi, chỉ cảm thấy đầu ong ong, đành phải an ủi. Cái này, Trương Huyền kia cũng không phải cố ý. Coi ngươi là huynh đệ, không những muốn bái sư, còn muốn giết ta. Con mẹ nó chứ ta trêu ai ghẹo ai. Không phải cố ý, liền có thể chọc muội muội ta đau lòng, mà không quan tâm. Không phải cố ý, mà sỉ nhục xong Lạc gia, phủi mông đi thẳng một mạch. Lạc Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn tới. Mong tiền bối tác thành. Chỉ cần thu ta làm đồ đệ, bảo ta lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Cái này, Trương Huyền thật phát điên. Sớm biết liền không đến Lạc gia, cái này gọi là chuyện gì? Để hắn làm gia chủ không nói, bằng hữu duy nhất công nhận lại còn muốn bái sư. Mấu chốt nhất mục đích bái sư là vì giết hắn. Như vậy ta đến cùng dậy hay không dậy? Đang buồn bực, quay đầu nhìn về phía Lạc Nhược Hy, chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng. Dường như đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, không cảm thấy ngoài ý muốn mảy may. Nhược Hy, người biết ta sẽ bị đo lường ra huyết mạch Lạc gia. Chẳng lẽ, là phù lục ngụy trang của ngươi làm ra? Trong lòng Trương Huyền hơi động, nhớ tới một việc, nhịn không được truyền âm qua. Hắn khẳng định không phải người Lạc gia, điểm ấy có thể xác định, nếu không không có khả năng cùng Trương gia tiểu thiên tài hoàn toàn ăn khớp, còn có thể kích hoạt huyết mạch Trương gia. Đã không phải. Vì sao lại kiểm tra ra huyết mạch là chín, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này, chính là Lạc Nhược Hy cho phù lục ngụy trang có vấn đề.
đó là chân khí áp dụng thể chất đặc thù cô đọng thành, không chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức linh hồn, thậm chí có thể ngụy trang thành huyết mạch chủng tộc muốn ngụy trang, cổ thánh cũng không phát hiện ra được. Lại nói, người lĩnh ngộ phong cấm chân giải, nếu như đạt tới cổ thánh, lưu lại huyết mạch sẽ giống bọn họ như đúc, đạt tới chín không tính là gì. Lạc Nhược Hy truyền âm trả lời. Cái này, da mặt Trương Huyền co lại, thân thể run rẩy. Náo loạn nửa ngày, thật đúng là vấn đề của phù lục, sớm biết liền không dùng. Chỉ là ngay cả huyết mạch cũng có thể ngụy trang, quá cường đại đi, trước kia làm sao chưa từng nghe nói trên đời còn có thứ này. Thiên Nhai huynh, xin không nên từ chối, hiện tại Lạc gia thật cần một vị tộc trưởng mới. Thấy vẻ mặt Trương Huyền không ngừng biến hóa, Lạc Càn Trinh còn tưởng hắn không nguyện ý, nhịn không được nữa vội nói. Không phải ta không nguyện ý, mà là ta thật không thích hợp làm Lạc gia gia chủ. Trương Huyền lắc đầu. Như vậy đi, ta cần hỏi thăm thê tử của ta một chút. Xuất hiện loại cục diện này, là do tấm bùa kia của Lạc Nhược Hy làm, nếu không đã sớm thoát thân. Hết cách rồi, chỉ có thể lấy nàng làm bia đỡ đạn. Tẩu phu nhân cũng tới. Nghe nói hắn muốn hỏi vợ, Lạc Càn Trinh sửng sốt một chút, lập tức nói. Không sai. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía nữ hài, xòe bàn tay ra. Chương 3070, lần nữa làm tộc trưởng 2. Linh Tê, đến đây đi. Không nghĩ tới tên này vứt nồi cho mình, thấy tất cả mọi người nhìn qua, trốn tránh đã không được, Lạc Nhược Hy đành phải gật đầu bất đắc dĩ, thân thể mềm mại bay lên đài cao. Lạc tộc trưởng, ta hứa với vợ mang nàng ngao du cả đời, xem quyền quý giống như mây trôi. Cho nên người yêu ái, chỉ có thể dứt bỏ. Nắm tay Lạc Nhược Hy, Trương Huyền lặng lẽ truyền âm. Giúp ta thoái thác. Cái này. Bị nắm tay ở trước mặt mọi người, Lạc Nhược Hy hơi đỏ mặt, khinh bỉ nhìn tên này một cái. Đã bảo ta nói, vậy ta liền nói lời công đạo. Thật ra thì, Thiên Nhai làm gia chủ của các ngươi cũng không sao. Trương Huyền như bị giật điện, con mắt suýt chút nữa rơi ra. Sao ngươi không theo kịch bản nói chuyện? Ta muốn ngươi nói không phải cái này. Bất quá hắn dốc lòng tu luyện, sự tình gia tộc không có cách nào xử lý, hơn nữa lần này trở về, mục đích là muốn truyền thừa phương pháp lĩnh ngộ chân giải, để Lạc gia đi ra bóng mở bị từ hôn. Chỉ cần Lạc gia chủ có thể đồng ý yêu cầu này, làm tộc trưởng cũng không sao. Lạc Nhược Hy gật đầu nói. Tốt, ta đồng ý. Lạc Càn Trinh vội vàng gật đầu. Không xử lý sự tình gia tộc, bọn họ có thể xử lý, điểm ấy trước đó đã nói, có thể truyền thừa phong cấm chân giải, vậy thì càng tốt hơn. Bất kể từ chỗ nào, đều đối với gia tộc trăm lợi mà không một hại, sao có thể cự tuyệt. Hiện tại loại tình huống này, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng đáp ứng trước, dù sao thân phận của chúng ta là ngụy trang, bọn họ cũng không biết, về sau cùng lắm thì không dùng thân phận này nữa, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ lần nữa xác lập tộc trưởng mới. Thấy hắn đồng ý, Lạc Nhược Hy lặng lẽ truyền âm. Cái này, được rồi. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng Trương Huyền vẫn nhẹ gật đầu. Cái này gọi là chuyện gì, vốn chỉ nghĩ, bù đắp mắc nợ cho Lạc gia, nằm mơ cũng không ngờ tới, biến thành gia chủ của người ta. Lần này được rồi, Trương gia gia chủ, Lạc gia chủ, Thánh Tử Điện Điện chủ, còn vô cùng có khả năng trở thành danh sư đường đường chủ. Tất cả thế lực siêu nhất lưu trên đại lục, hầu như đều bị mình thống trị. Đúng, trong tam đại gia tộc còn có Tưởng gia, có cần đi qua tản bộ một vòng. Nhìn xem có thể lăn lộn thành tộc trưởng hay không. Đệ tử Lạc gia gặp qua tộc trưởng. Thấy hắn đồng ý, còn lại liền đơn giản. Vừa vặn tộc nhân đều ở đây, vì Trương gia đón dâu, đủ loại đồ vật cũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, rất nhanh liền tiến hành xong đại điển kế vị. Bên này Trương Huyền vội vàng kế vị Lạc gia gia chủ, đám người Nam Cung Nguyên Phong rời Lạc gia, một bên tiến lên, một bên tràn đầy buồn bực. Lão sư, lần này nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta nên làm cái gì? Một thanh niên nhìn không được nữa hỏi. Còn có thể làm sao? Trở về tiếp nhận trừng phạt đi. Nam Cung Nguyên Phong lắc đầu, tràn đầy thất lạc, một lát sau nói. Như vậy đi, tìm một chỗ điều chỉnh một chút, đợi khôi phục thực lực, theo ta đi Trương gia, Lạc gia toát ra một thiên tài như vậy, ta không tin Trương gia cũng có. Chỉ có thể như vậy. Thanh niên gật đầu, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy không gian dưới chân ngưng kết, không cách nào bay về phía trước. Đồng tử co rụt lại, mọi người vội vàng nhìn về phía trước,
ngay sau đó liền thấy một thân ảnh tuyệt mỹ lơ lửng ở cách đó không xa, viên châu trước mặt xoay tròn, mang theo lực lượng kinh người. Náo lạc ra ta xong, liền đi như thế, có phải không có lễ phép hay không? Quay đầu nhìn qua, vẻ mặt nữ hài lạnh nhạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.